Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 57. Đồ khốn nạn, nếu như hôm nay mày không để lại cánh tay này cho ông đây thì ông đây sẽ lấy cái mạng chó của mày. Tên trẻ tuổi quát lên với giọng giận dữ, trong mắt toát ra lửa giận giống như thể đang chuẩn bị đốt cháy cả bó hoa hồng ở trong tay vậy. Người đẹp bên cạnh Tề Đẳng Nhàn nói, Lương Kiêu, anh đừng có mà quá đáng, tôi tìm bạn trai thì liên quan quái gì đến anh chứ? Tên trẻ tuổi tên là Lương Kiêu nở nụ cười ác độc và nói, Hứa Ước Ngọc, cô không chấp nhận sự theo đuổi của tôi thì cũng không đến nỗi phải tìm một tên đàn ông rác rưởi đến để làm tôi ghê tởm chứ. Sắc mặt của Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức tối sầm lại, con mẹ nó, cô gái này chỉ lấy mình ra làm lá chắn thôi sao? Sau đó thì cái tên ngốc tên là Lương Kiêu này không đủ IQ nên đã hiểu lầm rồi à? Thằng nhãi con, chắc là mày không biết Lương Kiêu tao là ai có đúng không? Ngay cả con ghệ của thiếu chủ Hòa Liên thắng tao đây mà mày cũng dám cướp à? Lương Kiêu lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhàn đang định tát cho cái thằng nhãi không đủ IQ này một cái thì lại liếc thấy có vài bóng người đang trà trộn trong đám du khách, ai nấy đều có ánh mắt sắc bén và đang nhìn qua nhìn lại, trong tay đang cầm điện thoại, như thể đang so sánh điều gì đó vậy. Trông khí chất này có vẻ giống với người của Cục An ninh Quốc gia nhỉ? Hở, chẳng lẽ hành tung của mình bị bại lộ rồi sao? Không đúng, sao có thể bại lộ được? Có lẽ là Dương Quan Quan và Hoàng Sung đều đang ở Hương Sơn nên bọn họ mới bố trí ở Hương Sơn nghiêm ngặt hơn một chút. Tề Đẳng Nhàn nheo mắt một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi, đồng thời, hắn cũng tạm thời nhìn xuống suy nghĩ muốn tát cho Lương Kiêu một cái. Hứa Ước Ngọc lại kéo tay Tề Đẳng Nhàn đi ra ngoài và nói, tình yêu à, chúng ta đi thôi, đừng có để ý đến anh ta làm gì. Em dẫn anh về nhà gặp bố mẹ em để quyết định chuyện kết hôn. Con mẹ mày, thằng khốn nạn, mày đợi đó cho tao. Lương Kiêu thẳng tay ném bó hoa hồng vào trong thùng rác rồi hổn hển quát lên. Tề Đẳng Nhàn nói với Hứa Ước Ngọc ở bên cạnh với vẻ có chút không vui, chị gái à, cô làm như thế hình như có chút không phải rồi đấy nhỉ. Chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau một lần ở trên máy bay thôi, ngay cả chào hỏi cũng chưa có mà cô đã kéo tôi ra để làm lá chắn à. Đang trong lúc nói chuyện thì có hai người của Cục An ninh Quốc gia đã đi đến trước mặt hai người họ. Hai vị, xin lỗi, xin phép cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ tùy thân một chút. Hứa Ước Ngọc cau mày nói, anh cảnh sát, có nhầm lẫn gì không đấy, trông tôi có giống tội phạm không chứ? Mặc dù nói thế nhưng cô vẫn móc giấy tờ tùy thân của mình ra để cho hai người của Cục An ninh Quốc gia xem. Tề Đẳng Nhàn cũng móc giấy tờ tùy thân ra với tốc độ chậm như rùa bò. Phía trên có nói rồi, mục tiêu rất có thể sẽ ngụy trang thành người có thân hình khá là mập mạp, vậy nên phải đặc biệt chú ý. Anh kiểm tra hai người này, tôi đi qua bên kia. Một người trong số họ khẽ giọng thì thầm. Thính lực của Tề Đẳng Nhàn lại có thể nghe được rất rõ ràng, hắn khẽ nhướng mày, vừa đưa giấy tờ tùy thân của mình ra vừa nói qua, tình hình an ninh trật tự của Hương Sơn các anh thật là nghiêm ngặt quá đi. Người của Cục An ninh Quốc gia cười cười. Sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân của Hứa Ước Ngọc, anh ta lại nhìn giấy tờ tùy thân của Tề Đẳng Nhàn và hỏi, đến từ Nam Dương à? Đúng vậy, Tề Đẳng Nhàn gật đầu với vẻ thành thật. Người đó khẽ gật đầu và nói, đi đi. Tề Đẳng Nhàn và Hứa Ước Ngọc vừa mới đi được vài bước thì người đó đã ấn vào tai nghe và khẽ giọng nói, vừa mới kiểm tra được một người đến từ Nam Dương tên là Lý Bán Nhàn, người này có chút đáng nghi. Cơ mà bạn gái của anh ta thì lại là người Hương Sơn chính gốc. Ồ, nếu như đã là người Nam Dương thì cứ đi theo xem sao đã, mục tiêu có quan hệ rất chặt chẽ với phía Nam Dương, cần phải kiểm tra cẩn thận. Đã hiểu. Tề Đẳng Nhàn khẽ cau mày, giỏi lắm, xem ra đám người đang muốn nhắm vào hắn đã đặc biệt thành lập một đội phân tích luôn rồi. Hắn nhìn Hứa Ước Ngọc một cái, sự không vui trong lòng đã tiêu tan phân nửa. Nếu như không có người Hương Sơn chính gốc là Hứa Ước như kéo hắn ra làm lá chắn thì e rằng lúc này hắn đã bị mời đến Cục An ninh Quốc gia để tiếp nhận sự điều tra kỹ càng rồi. Cái này cũng xem như là giúp đỡ lẫn nhau nhỉ. Đi ra khỏi sân bay, thấy Lương Kiêu không còn đi theo nữa, lúc này cô gái tên là Hứa Ước Ngọc mới thở phào một hơi. Tề Đẳng Nhàn lại phát hiện ra có đặc công của Cục An ninh Quốc gia đang theo dõi bọn họ. Xem ra đám người này trọng tâm theo dõi những hành khách đến từ Nam Dương và phải tiến hành điều tra từng người một. Hứa Ước Ngọc nói với Tề Đẳng Nhàn,
tôi vô cùng xin lỗi về chuyện ban nãy, nhưng mà tôi cũng thực sự hết cách rồi. Tề Đẳng Nhàn cau mày nói, chị gái à, một câu xin lỗi thôi là xong chuyện rồi à. Cái người tên Lương Kiêu đó có lai lịch không nhỏ có đúng không? Trên mặt Hứa Ước Ngọc hiện lên một vẻ áy náy, cô gượng cười và nói, là do tôi đã không suy nghĩ thông suốt, lúc đó tôi quá vội vàng nên đã kéo anh vào, xin lỗi anh nhé. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu. Hứa Ước Ngọc nói, cái tên Lương Kiêu đó thực sự không dễ chọc vào, anh ta là thái tử gia của băng đảng Hòa Liên Thắng ở Hương Sơn cũng thôi, thế lực không nhỏ. Tề Đẳng Nhàn nói, đã biết người ta là xã hội đen rồi mà cô còn lấy tôi ra làm lá chắn, tôi đâu có chọc giận cô đâu nhỉ? Không có, chỉ là tôi cảm thấy nếu như anh đã có thể chủ động ra tay cứu người khi ở trên máy bay thì chắc chắn anh cũng là một người có lòng nhiệt tình, anh nhất định sẽ đồng ý giúp tôi. Chỉ là lúc đó tôi thực sự đã không suy nghĩ thông suốt, không nghĩ cho kỹ xem chuyện này sẽ mang đến phiền phức và hậu quả gì cho anh. Hứa Ước Ngọc nói với vẻ rất có lỗi. Người tốt thì cứ phải gặp xui à, Tề Đẳng Nhàn nhìn cô và nói với giọng không vui. Hứa Ước Ngọc đưa tay ra vẫy một chiếc taxi rồi kéo Tề Đẳng Nhàn lên xe và nói, xin lỗi nhé, anh về nhà với tôi trước đi. Dù sao cũng là do tôi đã hại anh bị Lương Kiêu ghi thù, nếu như anh cứ đi qua đi lại ở bên ngoài như thế thì rất có thể sẽ gặp chuyện không hay ở trên đường mất. Tề Đẳng Nhàn thấy đặc công của Cục An ninh Quốc gia vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình thì cũng không từ chối mà đồng ý lên xe cùng Hứa Ước Ngọc. Suy cho cùng thì ban nãy hai người cũng đã đóng giả là tình nhân rồi, nếu như tách ra vào lúc này thì sẽ càng đáng nghi hơn nữa. Ít nhất thì cũng phải đợi đến lúc người của Cục An ninh Quốc gia gạt hắn ra khỏi danh sách tình nghi rồi hắn nói. Thực sự rất xin lỗi, làm phiền đến anh rồi, đợi đến khi chuyện này kết thúc. Tôi sẽ đưa cho anh 1 triệu để bồi thường. Hứa Ước Ngọc nói với vẻ xin lỗi. Đây là chuyện của 1 triệu hay sao hả? Người ta là ông trùm xã hội đen đó, tôi có thể bị người ta nhắm vào bất cứ lúc nào rồi chết thảm ở ngoài đường đó. Càng huống chi tôi vẫn còn là một thiếu niên trẻ tuổi, cô bảo tôi đóng giả làm bạn trai của cô, chuyện này nhất định sẽ khiến cho danh tiếng của tôi phải chịu tổn hại. Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ hung dữ. Hứa Ước Ngọc nói với vẻ ngượng ngùng, thế anh nói xem tôi phải làm gì đây? Tề Đẳng Nhàn liếm khóe môi một cái rồi nói, phải thêm tiền. Hứa Ước Ngọc bỗng chốc choáng váng, cô dở khóc dở cười và nói, được được được, thêm tiền cũng được. Cơ mà anh cũng phải xứng đáng với giá tiền đó mới được, anh về nhà với tôi để diễn một vở kịch, đợi đến khi chuyện này qua đi thì tôi sẽ thêm tiền cho anh. Tề Đẳng Nhàn nhún vai một cái và nói, thế cũng được. Tề Đẳng Nhàn phát hiện chiếc xe taxi đang đi về phía khu nhà giàu, xem ra gia đình Hứa Ước như cũng khá là ghê gớm đó. Không bao lâu sau, chiếc xe taxi dừng lại ở bên ngoài một khu biệt thự. Hương Sơn nơi đây tấc đất tấc vàng, có thể sống được ở trong những căn biệt thự về cơ bản đều là những gia đình vô cùng giàu có, những gia đình không có nổi hơn 1 tỷ thì không thể sống ở đó được. Bố của tôi tên là Lý Trường Ca, mẹ của tôi tên là Triệu Tân Lan. Tôi sẽ bảo anh là bạn trai của tôi, làm phiền anh hãy phối hợp với tôi một chút. Khoảng thời gian này anh có thể sống tạm ở nhà của tôi, đợi đến khi Lương Kiêu hết giận rồi thì anh hẵng rời đi cũng được. Hứa Ước Ngọc nói với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn thuận miệng đồng ý, vừa hay hắn có thể mượn Hứa Ước Ngọc để thoát khỏi sự theo dõi của Cục An ninh Quốc gia. Sau khi xuống xe, hai người đi thẳng vào bên trong biệt thự của Hứa gia. Đặc công ở phía sau nhìn thấy vậy thì ấn vào tai nghe và nói, hai người họ đã đi vào bên trong biệt thự của Hứa gia rồi, cô gái đó là Hứa Ước Ngọc, thiên kim của Hứa gia, chắc là không có gì dối trá trong chuyện này đâu. Ừ, có thể gạt bỏ đa số hiểm nghi rồi, cơ mà vẫn phải để ý thêm một chút mới được. Người chỉ huy ở đầu bên kia nghe xong thì im lặng một lúc rồi trả lời như vậy. Hứa Ước Ngọc vừa gõ cửa vừa gọi, con về rồi đây. Người hầu đẩy cửa ra rồi nở nụ cười và nói, tiểu thư về rồi đấy à. Hứa Ước Ngọc đưa tay ra chỉ vào Tề Đẳng Nhàn và nói, dì Trương, đây là bạn trai của cháu, Lý Bán Nhàn, hiện đang làm chút chuyện làm ăn nhỏ ở Nam Dương, dì làm quen một chút đi. Chào cậu, người hầu vội vàng chào hỏi Tề Đẳng Nhàn, không thể đắc tội với người con rể tương lai này được. Tề Đẳng Nhàn cũng mỉm cười một cách lịch sự để chào hỏi bà ấy. Sau đó theo Hứa Ước Ngọc đi vào trong nhà.
Về rồi đấy à, hửm, vị này là, một người đàn ông trung niên đang đi tới cửa, khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì bỗng chốc ngây người. Daddy, đây là bạn trai mới của con, Lý Bán Nhàn, quốc tịch Nam Dương, ở bên đó có làm chút chuyện làm ăn nhỏ. Hứa Ước Ngọc vội vàng nói. Người đàn ông trung niên này chính là Hứa Trường Ca, bố của Hứa Ước Ngọc, ông đang mặc chiếc quần vải cotton màu đen, bên trên là bộ đồ thời đường màu trắng như trăng, trông cũng khá là có khí chất. Hứa Trường Ca chỉ mỉm cười và nói, ồ, chú đã giục Tiểu Ngọc tìm bạn trai từ lâu rồi, không ngờ rằng lần này trở về con bé lại trực tiếp cho chú một bất ngờ đấy. Tề Đẳng Nhàn bắt tay với ông và nói, chào chú. Tiểu Ngọc mang bạn trai về rồi á? Ai thế, có phải là Lương Kiêu không? Lúc này, mẹ của Hứa Ước Ngọc và Triệu Tân Lan nghe thấy tiếng động thì cũng bước ra. Mẹ, con đã nói biết bao nhiêu lần rồi, con không thích Lương Kiêu. Đây là người bạn trai mà con tự tìm hiểu được, tên là Lý Bán Nhàn. Hứa Ước Ngọc nói với vẻ khó chịu. Triệu Tân Lan ăn mặc như một vị phu nhân giàu có, sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, bà ta bỗng nhiên có hơi cau mày. Cảm thấy hắn chẳng có chút dáng vẻ nào của một người thành đạt cả. Dù sao thì Tề Đẳng Nhàn cũng là loại người cứ thỉnh thoảng lại động tay đánh nhau với người khác, vậy cho nên đương nhiên hắn không thể nào lúc nào cũng mặc một bộ Âu phục hàng hiệu thẳng tắp được, trên người hắn chỉ đang mặc một bộ quần áo thể thao rất bình thường, túi hành lý đang xách trong tay cũng tương đối đơn giản. Sau khi đánh giá Tề Đẳng Nhàn một lượt, trong mắt Triệu Tân Lan lóe lên một tia khinh thường, bà ta nói, Tiểu Lý à? Đây là lần đầu cháu đến chơi nhà, chúng ta vô cùng chào mừng cháu, không biết là cháu có mang cho chúng ta món quà nào tốt không? Tề Đẳng Nhàn tiện tay mở túi hành lý ra và nói, à, có đấy. Đây là trà nén phổ nhĩ mà cháu mới lấy được, chút tâm ý nhỏ. Miếng trà nén này là Trần Ngư tiện tay ném cho hắn sau khi tịch thu tài sản của tập đoàn N đặc, nói là trà phổ nhĩ lâu năm mà Chu Quang Vinh cất giữ. Sau khi nhìn thấy miếng trà nén phổ nhĩ đen xì xì, nụ cười giả tạo trên mặt Triệu Tân Lan bỗng trở nên cứng đờ nhưng vẫn kìm nén được lửa giận trong lòng, bà ta cười nói, ha ha. Được, Tiểu Trương, mang vào nhà bếp làm trứng luộc nước trà đi. Dì Trương cũng không dám nói nhiều mà vội vàng đón lấy miếng trà nén trong tay Triệu Tân Lan và mang vào trong nhà bếp. Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc sửng sốt, trong lòng không ngừng chửi thề, có muốn coi thường người khác thì cũng không đến mức này chứ. Con mẹ nó trà phổ nhĩ một lạng đáng giá đến cả 2-3 vạn mà lại lấy đi làm trứng luộc nước trà à. Trong nhà có mỏ thì cũng không cần lãng phí đến mức đó chứ. Vẻ mặt của Hứa Ước Ngọc cũng không khỏi trở nên có hơi xấu hổ, cô không ngờ rằng mẹ mình lại có thể quá đáng đến mức đó. Ha, vào trong nhà ngồi xuống trước đi đã. Để tránh cho Tề Đẳng Nhàn bị mất mặt, Hứa Ước Ngọc vội vàng kéo cánh tay hắn đi vào bên trong. Vẻ mặt của Hứa Trường Ca lại vẫn rất bình tĩnh, thấy vẻ mặt của Tề Đẳng Nhàn dường như không hề có gì khó chịu, ông cảm thấy người trẻ này cũng khá là có sức chịu đựng, có thể quan sát thêm một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Ước Ngọc khẽ giọng nói, thật ngại quá, miếng trà nén đó bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh. Cũng chỉ có hơn 3 triệu thôi, Tề Đẳng Nhàn vừa cười vừa nói. Hơn 3 vạn á? Anh nói đùa cái gì thế? Làm gì có ai đi lừa tiền kiểu này như anh đâu chứ? Hứa Ước Ngọc trợn mắt lên và nói. Theo như suy nghĩ của cô, Tề Đẳng Nhàn có ngồi máy bay cũng không ngồi khoang hạng nhất, sao có thể mang theo một miếng trà nén đáng giá hơn 3 triệu được cơ chứ? Hai người bọn họ không thể ngờ được rằng cuộc trò chuyện giữa bọn họ đã bị Triệu Tân Lan nghe thấy. Triệu Tân Lan cười ha ha vài tiếng, sau đó nói rằng, Tiểu Lý à? Dù sao cháu cũng là người của nước Nam Dương nên không thể nào hiểu được văn hóa trà đạo của nước Hoa đâu. Tôi thấy cái bánh trà của cháu đen xì xì như hòn than thế kia cơ mà, đâu có giống như nó trị giá tận 3 triệu nhân dân tệ. Hơn nữa, cho dù nó có thực sự trị giá tận 3 triệu nhân dân tệ thì cháu cũng là dân buôn bán còn gì, cháu đâu thể nào hào phóng đến mức độ đó được, phải không? Không sao đâu mà, cho dù vô dụng đến mấy thì vẫn sẽ có thể tìm được chút tác dụng thôi. Lấy trà đó đun lên rồi làm món trứng luộc nước trà cũng rất tốt. Ngón chân của Hứa Ước Ngọc đã cào xuống đất được một lúc lâu rồi, có khi cô còn suýt thì đào được cả một căn nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách luôn ấy chứ, cô cảm thấy rằng bản thân cần phải xin lỗi Tề Đẳng Nhàn thật nhiều mới đúng.
Dù sao thì Hứa Ước Ngọc cũng đã chứng kiến cảnh tượng Tề Đẳng Nhàn cứu người ở trên máy bay, vì thế nên cô mới nghĩ rằng người này rất tốt bụng, sau đó lại đúng lúc gặp phải tên Lương Kiêu quấy rầy, để tránh dây dưa rắc rối nên Hứa Ước Ngọc nhất thời phải kéo Tề Đẳng Nhàn vào làm bia đỡ đạn cho bản thân. Bây giờ thì hay rồi đấy, Tề Đẳng Nhàn bị Lương Kiêu ghi hận, Hứa Ước Ngọc dẫn hắn vào trong nhà mình để trốn tránh một lúc, kết quả là hắn lại bị mẹ của cô mỉa mai trào phúng như vậy. Hứa Ước Ngọc thầm nghĩ trong lòng rằng có thể là Tề Đẳng Nhàn không có tiền thật, hắn nói ra những lời ấy thì quả thật cũng có chút khoe mẽ hư vinh, thế nhưng nếu Tề Đẳng Nhàn đã có thể đứng ra cứu người ở trên máy bay thì hắn tuyệt đối không thể nào là người xấu được. Huống chi cô cũng phải chịu trách nhiệm cho việc hắn gặp phải tai bay vạ gió còn gì. Hứa Trường Ca vừa cười tủm tỉm vừa ngồi xuống, sau đó ông hỏi, Tiểu Lý à, vậy thì cháu làm buôn bán thứ gì ở đất nước Nam Dương vậy? Chú cũng có một vài người bạn làm ăn ở bên phía Nam Dương đây, nếu như cháu đang làm trong lĩnh vực giống với bọn họ thì chú có thể giới thiệu bọn họ cho cháu hợp tác. Tề Đẳng Nhàn không để ý đến những lời chào phúng và cười nhạo ban nãy của Triệu Tân Lan, hắn chỉ quay mặt về phía Hứa Trường Ca rồi đáp lại, chú Hứa à, cháu cũng chỉ làm mấy phi vụ buôn bán cao su chẳng ra gì mà thôi, quy mô cũng không thể coi là quá lớn, gọi là miễn cưỡng đủ để cháu sống tạm qua ngày. Còn trẻ mà biết khiêm tốn thì cũng là một chuyện đáng mừng, buôn bán cao su ấy hả, vậy thì không biết cháu đã nghe đến cái tên Melissa bao giờ chưa? Cấp dưới của cô bé ấy có một vùng rừng cao su rất rộng, nếu như cháu cần thì chú có thể giúp cháu đề nghị hợp tác với bọn họ. Hứa Trường Ca mỉm cười rồi nói. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt ngạc nhiên, sau đó hắn hỏi lại, Melissa. Người mà chú đang nhắc tới là từ tổng từ Ngạo Tuyết của tập đoàn Minh Châu sao ạ? Hứa Trường Ca gật đầu đáp lời hắn, đúng vậy, chính là cô bé ấy đấy. Cô bé ấy cũng có thể coi là một người rất có danh tiếng ở Nam Dương, xem ra Tiểu Lý cũng biết cô bé ấy nhỉ. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng, đâu chỉ biết, cháu còn từng lên giường với cô ta rồi cơ, ít nhiều gì thì cũng nhờ có cháu hỗ trợ nên cô ta mới có thể chạy đến Nam Dương lập nghiệp. Cô Từ chính là thần tượng của tôi đấy. Ban đầu cô ấy đã phải nhận thất bại trong một cuộc chiến thương nghiệp rồi sau đó phải gánh trên vai một món nợ khổng lồ, vậy mà cô ấy lại có thể kiên quyết dứt áo ra đi, rời khỏi quê hương và tới nơi đất khách quê người để gây dựng lại sự nghiệp thêm một lần nữa, thực sự khiến cho tôi vô cùng kính trọng và cảm phục. Hứa Ước Ngọc không nhịn được mà cảm thán. À, Tề Đẳng Nhàn cũng không biết bản thân nên đáp lại lời của Hứa Ước Ngọc như thế nào nữa, lẽ nào hắn lại nói cho bọn họ biết rằng chính là người yêu cũ của hắn. Nếu như Tề Đẳng Nhàn nói ra những lời ấy thật thì có lẽ hắn sẽ bị đuổi cổ khỏi đây ngay lập tức mất. Hứa Trường Ca mỉm cười rồi nói, chỉ mấy ngày nữa thôi, tiểu thư Melissa sẽ tới Hương Sơn để tham gia buổi tiệc do thị trưởng vừa mới nhậm chức của Hương Sơn là ông Hoàng Văn Lãng tổ chức. Đến lúc đó chú sẽ xem liệu có cơ hội giới thiệu cháu với cô bé ấy hay không, cũng là giúp cho chuyện làm ăn của cháu được mở rộng quy mô lớn hơn một chút. Triệu Tân Lan không nhịn được mà móc mỉa bọn họ bằng giọng nói hết sức lạnh lùng, tiểu thư Melissa đã gây dựng được một sự nghiệp lớn như vậy, làm sao mà cô bé ấy có thể để ý đến một tay lái buôn nhỏ nhoi như cái cậu này được cơ chứ? Lão Hứa à, tốt nhất anh đừng nên vì chuyện này mà tự khiến bản thân mất mặt trước tiểu thư Melissa. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng rằng cái bà già này phiền phức thật đấy, bà ta chê bai loại trà phổ nhĩ lâu năm mà chính hắn còn chưa được thưởng thức thì thôi đi. Vậy mà đến nước này rồi mà bà ta vẫn còn chỗ mũi vào chuyện riêng của hắn và Hứa Trường Ca nữa. Nếu như không phải Tề Đẳng Nhàn vẫn đang dè chừng vì Cục An ninh Quốc gia đang nhìn chằm chằm hắn thì hắn đã xử lý bà ta từ lâu lắm rồi. Tề Đẳng Nhàn vừa định kiên nhẫn nói lời cảm ơn với Hứa Trường Ca thì bỗng nhiên thấy ông cau mày, hếch mũi lên ngửi ngửi, sau đó hỏi, ô, cái gì mà thơm thế nhỉ? Mùi trà thơm nồng bay ra từ trong phòng bếp. Chờ đã, em lấy bánh trà phổ nhĩ ban nãy đem đi làm trứng luộc nước trà thật đấy hả? Hứa Trường Ca vỗ đầu một cái rồi hét lên thất thanh. Đúng vậy chứ còn làm sao nữa, cái bánh trà kia trông thì rõ là bẩn thỉu, nhưng dù sao nó cũng là tấm lòng thành của Tiểu Lý cơ mà, em cũng chỉ có thể lấy nó ra để làm món trứng luộc nước trà là tốt nhất thôi. Triệu Tân Lan thản nhiên đáp lại, trong giọng nói của bà ta vẫn còn có ý tiếc rẻ và khinh thường đối với Tề Đẳng Nhàn. Hứa Trường Ca lập tức bước ngay vào trong phòng bếp, sau đó ông lại bước ra ngoài, khuôn mặt đen như đít nổi vậy, ông hỏi Tề Đẳng Nhàn, Tiểu Lý à, cháu đã dùng bao nhiêu tiền để mua bánh trà phổ nhĩ kia thế?
Tề Đẳng Nhàn thản nhiên đáp lại, không phải cháu mua đâu mà là bạn của cháu mua đấy, có điều cháu nghe người ta nói hình như mỗi lạng trà phổ nhĩ có giá trị khoảng chừng 2 hay 3 triệu tệ thì phải. Hứa Trường Ca suýt chút nữa thì lên cơn đau tim, ông tự trách bản thân rằng ban nãy mắt mình không được tinh tường như xưa nên mới không thể nhận ra giá trị của bánh trà phổ nhĩ đó. Không chỉ vậy, ông còn trơ mắt ra nhìn Triệu Tân Lan gọi giúp việc đến lấy bánh trà kia đi nấu trứng luộc nước trà nữa chứ. Một lạng trà mà tận 2 hay 3 triệu tệ ấy hả? Ha ha ha, chắc không phải 2 hay 3 tệ mới đúng đấy chứ. Đến lúc này rồi mà Triệu Tân Lan vẫn còn có thể bật cười. Tiểu Lan này, em không hiểu gì về trà thì đừng có mà nói lung tung nữa, đỡ phải trở thành trò cười cho người trong nghề. Bánh trà phổ nhĩ đó thực sự là hàng tốt có tuổi đời lâu năm. Mỗi lạng bán với giá hơn 1 triệu cũng không phải là cái giá quá khoa trương đâu, kể cả nếu như giá có cao hơn một chút nữa thì cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Hứa Trường Ca nói với bà ta, sắc mặt của ông vô cùng khó coi. À, sau khi nghe xong những lời ấy, Triệu Tân Lan không nhịn được mà giật giật khóe miệng, cả người bà ta ngây ra như phỗng. Hứa Ức Ngọc ngồi ở bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng kinh hãi. Cô không ngờ rằng bánh trà mà Tề Đẳng Nhàn lấy ra tặng cho gia đình mình thực sự có giá trị hơn 3 triệu tệ. Hứa Trường Ca cầm một quả trứng luộc nước trà trong tay rồi nói, thật là đáng tiếc làm sao, ban nãy chính bản thân chú cũng nhìn nhầm nên mới khiến cho bánh trà này bị tiêu xài lãng phí. Tiểu Lý à, chú thực sự xin lỗi cháu rất nhiều. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười rồi đáp lời ông, không sao ạ, chú không cần để ý đến mấy việc nhỏ nhặt này đâu. Mặc dù Tề Đẳng Nhàn cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng dù sao bánh trà kia cũng là do hắn thu được trong lúc khám xét nhà của người khác, cũng giống như cái lần hắn chỉ dùng 1,5 tỷ đô la Mỹ để mua lại Vân Đỉnh Thiên Cung vậy, hắn không quá đau lòng vì không cần bỏ ra quá nhiều tiền. Triệu Tân Lan thì lại á khẩu không nói được thêm được câu nào nữa, trong lúc nhất thời bà ta còn cảm thấy bản thân có chút mất mặt, ban nãy chính bà ta đã hết lời giễu cợt và móc mỉa Tề Đẳng Nhàn. Hiện tại người bị mất mặt lại là bà ta chứ không phải ai khác. Không chỉ vậy, nhớ tới việc bánh trà trị giá hơn 3 triệu tệ lại bị sử dụng theo cách thức như thế, Triệu Tân Lan cũng không thể không cảm thấy xót xa trong lòng. Kể cả nếu như bà ta có không uống loại trà này thì bà ta cũng có thể bán lại cho người khác rồi cầm số tiền lớn đó để tiêu vặt cơ mà. Huống hồ Triệu Tân Lan còn từng nghe nói rằng thị trưởng vừa mới lên nhậm chức của thành phố này thực sự rất thích thưởng thức trà. Nếu như có được một món quà hợp ý thì chẳng phải nhà họ Hứa sẽ lọt vào trong mắt của ông ta hay sao? Nếu như được vậy thật thì có lẽ chuyện làm ăn buôn bán của gia đình họ sau này sẽ đơn giản hơn không biết bao nhiêu lần. Sau khi bữa cơm tối kết thúc, Hứa Trường Ca mời Tề Đẳng Nhàn đến phòng làm việc của ông ngồi một chút. Hứa Ức Ngọc liếc mắt ra hiệu cho Tề Đẳng Nhàn, ý bảo hắn đừng có để lộ thân phận thật. Dù sao Hứa Ức Ngọc vẫn còn cần lấy Tề Đẳng Nhàn ra làm bia đỡ đạn cho bản thân mà, nếu không thì chỉ sợ rằng cha mẹ của cô chỉ hận không thể lập tức sắp xếp một cuộc hôn nhân cho cô rồi gả cô đi chỗ khác. Phòng làm việc của Hứa Trường Ca khá là rộng, có lẽ phải xếp vào khoảng hơn 40 mét vuông, ở trên giá sách có bày đầy các loại tác phẩm văn học, hơn nữa tất cả trong số đó đều được phân loại theo quốc tịch của tác giả. Đặc biệt hơn, có một giá sách chứa đầy những quyển lý luận về võ học. Tề Đẳng Nhàn vừa mới bước vào trong phòng làm việc đã lập tức đóng cửa phòng lại, ngay sau đó hắn nhìn thấy Hứa Trường Ca sử dụng một bộ pháp là tiểu toái bộ để xoay người lại, các ngón tay ở bên tay phải của ông chập lại như một con dao, lập tức xuất chiêu thẳng về phía hắn. Tề Đẳng Nhàn nghiêng đầu một cái, cơ thể cũng nhanh chóng chuyển động để tránh thoát khỏi chiêu này. Hứa Trường Ca ồ lên một tiếng, tay phải của ông lại tiếp tục nhấc lên. Bắt đầu đấm thẳng vào lồng ngực của Tề Đẳng Nhàn dựa theo thế đánh hình xoắn ốc. Khi tung ra một quyền này, cơ lưng của Hứa Trường Ca căng lên giống như một con bạch hạc đang dương cánh vậy. Tề Đẳng Nhàn dùng một chiêu bảo hộ tâm quyền để ngăn nắm đấm của Hứa Trường Ca lại, sau đó hắn mỉm cười và nói, chú Hứa à, đây không phải là đạo đãi khách đâu. Ánh mắt của Hứa Trường Ca trở nên lạnh lẽo, ông nắm tay lại rồi lùi về phía sau. Tiếp tục sử dụng tiểu toái bộ để tiến về phía trước, hai nắm đấm sử dụng quyền pháp nhật tự hướng quyền với tốc độ nhanh như bão táp mưa sa, nhắm thẳng vào mặt, yết hầu và lồng ngực của Tề Đẳng Nhàn. Dĩ nhiên là Tề Đẳng Nhàn có thể phòng thủ được trước toàn bộ những cú đấm ấy, hai người liên tục trao đổi quyền cước với nhau hơn 10 chiêu, tiếng rầm rầm vang lên không ngừng trong căn phòng làm việc. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười rồi lắc đầu,
hắn thầm nghĩ trong lòng rằng hay là thôi đi, nếu như sau này thân phận của hắn bị bại lộ thì toàn bộ nhà họ Hứa sẽ phải cùng nhau cuốn gói chạy trốn theo hắn mất. Ha ha, thanh niên còn trẻ tuổi mà biết mạnh dạn vươn lên là chuyện rất tốt. Có điều chú cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, chú vẫn để lại cho cháu cơ hội này, nếu như mai sau cháu đã nghĩ thông suốt rồi thì có thể đến tìm chú để bàn lại. Hứa Trường Ca nói một cách hào sảng. Cháu cảm ơn chú Hứa, cháu sẽ suy nghĩ thật cẩn thận. Tề Đẳng Nhàn cười cười rồi nói. Hứa Trường Ca khẽ gật đầu, sau đó ông lại hỏi tiếp, bát quái trưởng của cháu thực sự rất lợi hại, sư phụ của cháu là ai vậy? Chú cũng có quen biết với khá nhiều cao thủ ở Hương Sơn. Tề Đẳng Nhàn trả lời ông, một thân công phu của cháu là do cha cháu và một đám tội phạm dạy cho đấy, ông ấy cũng chẳng có danh tiếng gì cả đâu. Hứa Trường Ca ồ lên một tiếng, thấy Tề Đẳng Nhàn không muốn nói chi tiết về chuyện này nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Mặc dù cháu không muốn về làm việc cho chú nhưng chú vẫn muốn giúp đỡ cháu một chút, chú thực sự rất tán thưởng một cậu thanh niên trẻ tuổi như cháu, chắc chắn sau này cháu sẽ cực kỳ thành công. Mấy ngày nữa chú sẽ dẫn cháu tới tham gia buổi tiệc do thị trưởng mới họ Hoàng của thành phố này tổ chức, sau đó chú sẽ giới thiệu cháu với tiểu thư Melissa. Cho dù cháu đã đắc tội với nhà họ Trần ở Nam Dương, nhưng nếu như có cô bé ấy giúp đỡ thì cháu cũng không cần phải lo lắng quá nhiều nữa đâu. Hứa Trường Ca nói với vẻ vô cùng hào phóng, có lẽ ông có ý muốn bù đắp cho Tề Đẳng Nhàn, cũng có thể ông có ý muốn đầu tư vào tương lai của bản thân. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà cười thầm trong lòng, nếu như chú thực sự giới thiệu cháu với Từ Ngạo Tuyết thì chỉ sợ rằng cô ta sẽ hát một bài Hãy Cho Tôi Được Phép Cảm Ơn Ông Mất. Có điều Tề Đẳng Nhàn cũng cảm thấy khá là ngạc nhiên, xem ra Từ Ngạo Tuyết thực sự đang phất lên như cá gặp nước ở Nam Dương này, ngay cả Hứa Trường Ca cũng phải nói ra những lời vừa nãy, có thể thấy cô ta lợi hại biết bao nhiêu. Vâng vâng vâng, từ lâu cháu cũng mang lòng ngưỡng mộ tiểu thư Melissa rồi. Cháu đành phải làm phiền chú Hứa một phen này vậy. Tề Đẳng Nhàn chắp tay rồi nói. Cháu đừng khách sáo làm gì, chúng ta gặp nhau âu cũng là cái duyên, nếu như có chuyện gì thì chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải. Hứa Trường Ca mỉm cười rồi nói. Không thành vấn đề gì, chú Hứa đã đánh giá cao cháu như vậy thì tất nhiên cháu cũng sẽ ra tay giúp đỡ nếu như chú gặp chuyện rắc rối. Tề Đẳng Nhàn lập tức đồng ý ngay, không nhiều lời thêm một câu nào nữa. Hứa Trường Ca rót cho Tề Đẳng Nhàn một chén trà, sau đó nói, nhà họ Hứa của bọn chú tuy không phải là dạng tai to mặt lớn như nhà họ Hà ở Hương Sơn này, thế nhưng bọn chú tính ra cũng có thể coi là có chút địa vị, nếu như cháu muốn tránh né nguy hiểm thì cứ yên tâm ở lại đây là được rồi. Tề Đẳng Nhàn gật đầu đồng ý, hắn cũng đang có ý định như vậy, chừng nào Cục An ninh Quốc gia cảm thấy không còn vấn đề gì nữa và ngừng theo dõi hắn thì hắn mới có thể rời đi. Nếu cứ bị Cục An ninh Quốc gia nhìn chằm chằm từng ly từng tí một như bây giờ thì rất nguy hiểm, ngộ nhỡ hắn sơ sẩy để lộ ra thân phận thật của mình thì sợ rằng tất cả những cao thủ đông đúc ở Hương Sơn đều sẽ tìm đến đập chết hắn mất. Huống hồ hiện nay cái đầu của hắn còn được gia tộc của Jimmy the Rothschild treo giải thưởng lên đến 1 tỷ đô la Mỹ, không biết bao nhiêu người muốn lấy mạng của hắn ra để đổi lấy số tiền ấy, mà cho dù có không cần tiền thì cũng có thể khiến cho gia tộc Rothschild nợ mình một ân huệ to lớn. Hứa Trường Ca và Tề Đẳng Nhàn nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng hai người vẫn không nhịn được mà quay lại với chủ đề võ học. Sau khi nghe xong những ý kiến của Tề Đẳng Nhàn đối với võ học, Hứa Trường Ca không thể không ngẩn người rồi nói bằng giọng vô cùng ngạc nhiên, cháu có chắc là cha cháu không hề có danh tiếng gì không? Những lý luận võ học mà cháu vừa mới trình bày với chú đã không hề thua kém gì so với các đại tông sư từ thời xa xưa như Dương Lộ Thiền, Tôn Lộc Đường hay Lý Thư Văn rồi. Trong vô thức, Hứa Trường Ca đã cho rằng những lý luận võ học ấy đều là do học được ở chỗ Tề Bất Ngữ. Nhưng trên thực tế thì những lý luận võ học ấy đều là do tự mình đúc kết ra được. Tề Bất Ngữ chưa từng dạy Tề Đẳng Nhàn một chút lý luận võ học nào cả, tất cả đều là do bản thân hắn tự mình suy nghĩ rồi đúc kết. Hơn nữa Tề Bất Ngữ còn không nói được, chẳng phải là ông phải dùng máy tính để gõ những lý luận dài dòng đò ra hay sao, không thấy mệt à? Thực ra những thứ vừa rồi là do cháu tự mình nghĩ được, Tề Đẳng Nhàn nói với vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Ha ha, Hứa Trường Ca chỉ cười một tiếng, thực ra trong lòng ông không hề tin tưởng câu nói vừa rồi một chút nào, bởi vì ông không tin một người còn trẻ tuổi như Tề Đẳng Nhàn lại có năng lực lớn đến vậy.
Sau khi Tề Đẳng Nhàn đã đi ra ngoài, Hứa Trường Ca không nhịn được mà cảm thán, đúng là bệnh chung của đám thanh niên thời nay mà, đứa nào cũng ham khoe mẽ hư vinh, lại còn thích được khen ngợi nữa chứ. Có điều cũng không sao cả, mình sẽ đợi đến khi cậu ta già thêm mấy tuổi nữa, sau khi trưởng thành hơn thì cậu ta cũng sẽ không còn như vậy nữa rồi. Nói tóm lại là thằng nhóc này thực sự không tệ, cho dù cậu ta không có quan hệ mờ ám gì với con bé Tiểu Ngọc nhà mình thì cũng đáng để đầu tư vào đấy. Hứa Trường Ca được coi như một cao thủ đầu tư, từ trước tới giờ ông chưa từng giới hạn việc rót vốn đầu tư vào những lĩnh vực ở trên thương trường. Tề Đẳng Nhàn vừa mới bước ra khỏi phòng làm việc của Hứa Trường Ca đã bị Hứa Ước Ngọc gọi lại hỏi han. Daddy của tôi nói mấy cái thứ quái quỷ gì với anh vậy? Hai người trò chuyện lâu thật đấy, tôi còn tưởng là anh với Daddy phải nói đến tận sáng cơ. Hứa Ước Ngọc chỉ lo là Tề Đẳng Nhàn đã bị lộ thân phận thật, cô lo lắng hỏi. Tề Đẳng Nhàn nhìn Hứa Ước Ngọc với vẻ mặt tràn đầy những dấu chấm hỏi, hắn không hiểu rốt cuộc là cô đang nói cái gì. Hứa Ước Ngọc bèn nói, xin lỗi nhé, tôi quên mất là anh nghe không hiểu tiếng ở vùng Hương Sơn chúng tôi. À, cái gì ấy nhỉ, cha tôi đã nói gì với anh vậy? Thân phận của anh chưa bị bại lộ đâu có đúng không? Tề Đẳng Nhàn đáp lại, ừ. Tề Đẳng Nhàn lười không muốn giải thích thêm bất kỳ điều gì với Hứa Ước Ngọc, miễn cho hắn phải tốn công tốn sức. Không có việc gì thì tốt quá rồi, bây giờ anh cứ yên tâm trốn ở nhà tôi một khoảng thời gian là được. Đợi đến khi nào Lương Kiêu không còn ghim anh nữa thì hai ta có thể tìm cơ hội để chia tay. Hứa Ước Ngọc lại nói. Cái gì ấy nhỉ, phí bồi thường tổn thất ấy, tốt nhất là cô đừng có quên. Tề Đẳng Nhàn không quên nhắc lại vấn đề này cho Hứa Ước Ngọc nhớ. Hứa Ước Ngọc bèn lườm Tề Đẳng Nhàn một cái rồi khoát khoát tay, sau đó nói, rồi, tôi biết rồi, đến lúc trả tiền thì anh sẽ không thiếu dù chỉ là một xu đâu. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng rằng chuyện này rất tốt, việc ở lại nhà họ Hứa không chỉ giúp hắn thoát khỏi Cục An ninh Quốc gia mà còn có thể giúp hắn kiếm chắc được một khoản từ chỗ Hứa Ước Ngọc. Tề Đẳng Nhàn thấy có chút bội phục hiệu suất kiếm tiền của chính bản thân mình, nhất định mình chính là thần tài chuyển thế xuống nhân gian chứ còn gì nữa. Tề Đẳng Nhàn cũng không sốt ruột đi tìm hai người Dương Quan Quan và Hoàng Sung ngay lập tức, hắn đã quyết định tạm thời bản thân sẽ ở lại nhà họ Hứa. Nhân tiện tìm hiểu một chút về đại hội võ đạo gì gì đó của Hương Sơn. Hương Sơn là một thành phố có tinh thần thượng võ rất cao, cho dù là đi đâu cũng có thể nhìn thấy các võ quán được mở ở khắp mọi nơi, bình thường cũng hay có võ quán tổ chức các loại đại hội tỉ thí võ thuật với các võ sư chấn thủ. Đại hội võ đạo lần này là do bộ phận Hồng Bang chi nhánh thành phố Hương Sơn và phân Đà Long Môn chi nhánh Hương Sơn cùng hợp tác với nhau để tổ chức. Bọn họ đã mời rất nhiều cao thủ nổi tiếng ở phía Nam nước Hoa, thậm chí là cả cao thủ nổi tiếng đến từ Nam Dương tới cùng nhau tham dự. Bởi vì chuyện Tề Đẳng Nhàn đánh chết Hồng Thiên Đô và Tạ Cuồng Long mà mối quan hệ giữa Hồng Bang và Long Môn bị đóng băng ngay lập tức, vốn dĩ kể từ khi Tề Đẳng Nhàn đánh chết Hồng Thiên Đô thì Hồng Bang đã cảm thấy có chút khó chịu rồi, vậy mà sau đó hắn còn đánh chết cả Tạ Cuồng Long nữa, có thể nói việc này đã khiến cho Hồng Bang thực sự bùng nổ vì tức giận. Thậm chí Tề Đẳng Nhàn còn đổ thêm dầu vào lửa bằng cách chơi trò giết người ở phương xa, hắn chạy tới tận nước Mỹ để tiêu diệt một nhân vật cực kỳ quan trọng của gia tộc Thượng Quan. Dạo gần đây giữa đám người nắm giữ vai trò chủ chốt của Hồng Bang và những lãnh đạo của Long Môn cũng thường xuyên xảy ra cãi vã, vậy mà bây giờ hai bang phái lớn nhất của thành phố Hương Sơn lại bắt tay với nhau để tổ chức một đại hội võ đạo, quả thực có chút ý định sâu xa. Tề Đẳng Nhàn nhắn tin cho Lý Hà Đồ để hỏi về sự việc lần này. Ông ta chính là Tổng hội trưởng của Long Môn, tất nhiên là ông ta sẽ biết tin tức gì đó thôi. Sau khi nhận được tin nhắn của Tề Đẳng Nhàn, Lý Hà Đồ không nhịn được mà ngạc nhiên sửng sốt, sau đó ông ta lập tức ấn nút gọi điện thoại cho hắn. Cậu còn có mặt mũi mà gửi tin nhắn cho tôi sao hả? Ông đây chiêu mộ cậu vào Long Môn là để cậu giúp ông đây xử lý công chuyện nội bộ, kết quả thì sao, cậu thì hay rồi, phạm cả tội phản quốc luôn cơ đấy, con mẹ nó càng lúc càng loạn. Lý Hà Đồ nói bằng giọng vô cùng căm tức. Ông bớt nói vài câu đi, rốt cuộc có chuyện gì mà Hồng Bang và Long Môn lại tổ chức đại hội võ đạo ở thành phố Hương Sơn đấy? Chuyện này là làm sao thế hả? Tề Đẳng Nhàn hỏi lại. Thì là do bên phía Long Môn chúng tôi hợp tác với cái lũ Hồng Bang để tổ chức chứ còn gì nữa, không chỉ vậy thôi đâu, chuyện này còn liên quan đến cậu kia kìa. Lý Hà Đồ cười lạnh một tiếng rồi đáp.
Tề Đẳng Nhàn cau mày hỏi, có cái gì mà liên quan đến tôi cơ chứ? Tôi thậm chí còn không tham dự vào đại hội võ đạo này. Lý Hà Đồ hờ hững đáp lời hắn, mục đích của đại hội lần này chính là để tập hợp các cao thủ ở phía Nam lại rồi lập kế hoạch bao vây và giết chết cậu đấy. Phân Đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn đã bị hai cha con Trần Thị nắm giữ quá nhiều năm rồi, bọn họ căn bản sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Tổng hội đâu. Tề Đẳng Nhàn lại hỏi, cha con Trần Thị ư, bọn họ có quan hệ gì với nhà họ Trần ở Nam Dương à? Lý Hà Đồ bèn đáp, hai người bọn họ chẳng có chút liên quan nào đối với nhà họ Trần ở Nam Dương cả. Đà chủ Long Môn ở chi nhánh thành phố Hương Sơn tên là Trần Bá Hạ, còn con trai của ông ta tên là Trần Hùng Phi. Trần Hùng Phi, nghe vào cũng có chút quen thuộc đấy. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt rồi nói một câu. Cậu đúng là cái loại não chó chỉ nhớ được mùi phân. Có một lần Trần Hùng Phi đã theo nhà họ Hà tìm đến nhà họ Hoàng để gây chuyện phiền phức, sau đó chính cậu đã giải quyết cậu ta chứ còn ai nữa. Chuyện của cậu mà ông đây còn biết rõ hơn cậu, Lý Hà Đồ tức giận nói. Vốn dĩ Lý Hà Đồ muốn chiêu mộ Tề Đẳng Nhàn gia nhập Long Môn là để thanh lý nội bộ lộn xộn của Long Môn hiện giờ, kết quả là lại bị thằng danh con này làm cho đau đầu nhức óc một phen, đến cả danh tiếng tổng hội trưởng của ông ta cũng bị dao động theo nữa. Nếu không phải do nền móng căn cơ mà Tề Đẳng Nhàn đã tạo dựng nên ở Ma Đô đã mạnh mẽ đến mức ngay cả Tống Chí Mai cũng không thể chèn ép được thì chắc chắn bà ta đã nắm giữ được Phân Đà Long Môn chi nhánh Ma Đô trong lòng bàn tay và tiến hành nổi dậy chống lại Tổng hội Long Môn do Lý Hà Đồ cầm đầu rồi. Cũng may là hai đại gia tộc nhà họ Tiết và nhà họ Trịnh đều ủng hộ Tề Đẳng Nhàn, về phần nhà họ Dương thì bọn họ đã bị Dương Quan Quan thâu tóm, hơn nữa. Đến cả nhà họ Văn vốn rất có trọng lượng trong Phân Đà Long Môn chi nhánh Ma Đô cũng ủng hộ Tề Đẳng Nhàn nốt, còn về phần Tống Chí Mai thì lại càng không cần phải nói nữa. Mối liên kết nội bộ của Phân Đà Long Môn chi nhánh Ma Đô hiện giờ đã bền chắc như sắt thép vậy, người ngoài căn bản không thể chen chân được vào bên trong. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà giận dữ phản bác lại, ông có biết ăn nói tử tế là cái gì hay không vậy? Trước đây chính ông đã xin tôi gia nhập Long Môn đấy nhé. Vậy mà bây giờ ông lại dám mắng nhiếc tôi sao? Lý Hà Đồ bèn nói, bây giờ ông đây đang hối hận muốn chết chứ còn làm sao nữa, nếu mà trong tay tôi có một con dao thì tôi có thể đâm chết cậu ngay tại chỗ, có hiểu chưa hả? Đằng nào ông cũng không đánh lại tôi nên cứ ở đó mà ba hoa khoác lác đi. Cho dù ông có cầm dao trong tay thì tôi cũng có thể dùng tay không đánh chết ông được đấy. Tề Đẳng Nhàn nói bằng giọng hết sức khinh thường. Lý Hà Đồ cũng chẳng còn gì để nói nữa, trước đây ông ta còn có thể miễn cưỡng đánh tay đôi với Tề Đẳng Nhàn, còn hiện tại thì sao, phỏng chừng Tề Đẳng Nhàn thực sự thừa sức giết chết ông ta chứ không thể đùa giỡn được. Tề Đẳng Nhàn chính là người đã đánh bại hai cao thủ hàng đầu là Nghiêm Mộc Long và Tạ Cuồng Long đấy, một người thì chết, người còn lại thì bị thương, chiến tích của hắn phải nói là cực kỳ hiển hách. Lý Hà Đồ lại nói, tốt nhất là cậu nên yên tĩnh một chút đi. Dạo gần đây người của bên phía phó lão đang cố gắng lật lại bản án của Lục Chiến Long đấy, đến khi hoàn thành thì cậu có thể tẩy trắng tội danh và quay về nước rồi. Có điều, về những gì mà cậu đã gây ra ở nước Mỹ thì chính bản thân cậu phải tự giải quyết cho rõ ràng mới được. Tề Đẳng Nhàn đáp lời ông ta, rồi, tôi biết rồi, có rảnh thì tôi sẽ giải quyết. Lý Hà Đồ lại hỏi, thế cậu hỏi về đại hội võ đạo làm cái gì đấy, cậu đang ở thành phố Hương Sơn à? Tôi không ở thành phố Hương Sơn, mà là đồ đệ của tôi tới Hương Sơn góp vui một chút nên tôi hỏi chuyện thay cho đồ đệ. Tề Đẳng Nhàn trả lời ông ta, hắn không có thói quen tiết lộ hành tung của bản thân cho những người không phải quá quen thuộc như Lý Hà Đồ. Tốt nhất là bây giờ cậu đừng nên về nước nữa, có quá nhiều người muốn lấy cái mạng chó của cậu rồi đấy. Ở nước Hoa chúng ta cao thủ nhiều như là mây vậy, có rất nhiều người biết giấu đi thân phận của bản thân, tự cậu phải cẩn thận một chút. Lý Hà Đồ dùng một câu nói đơn giản để cảnh cáo Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn đáp lại rằng Lý Hà Đồ hãy cứ yên tâm, sau đó bèn cúp điện thoại. Xem ra bây giờ cũng là lúc Phân Đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn phải đổi chủ rồi. Tề Đẳng Nhàn nheo mắt rồi thầm nhủ một câu, vừa cầm điện thoại di động trong tay vừa bước ra ngoài. Không ngờ là chi nhánh Hồng Bang ở thành phố Hương Sơn lại có thể liên thủ với Phân Đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn để tổ chức đại hội võ đạo với mục đích là tập hợp những cao thủ ở phía nam đất nước, cuối cùng sẽ tìm đến tận nơi để trừng phạt mình.
Thành phố Hương Sơn là một đường ray nối liền từ nội bộ nước Hoa ra bên phía nước ngoài, còn nổi tiếng hơn cả Ma Đô nữa. Dĩ nhiên tình hình chính trị ở đây cũng có thể nói là sâu xa hơn so với Ma Đô một chút. Hơn nữa thành phố Hương Sơn nằm ở rất gần thành phố Kinh Đảo, thậm chí nếu đứng ở trên bờ biển của thành phố này thì có thể nhìn sang bên phía thành phố còn lại. Thành phố Kinh Đảo cũng tương tự như thành phố Hương Sơn, cũng là một điểm giao thương với nước ngoài khá nhộn nhịp. Cái đầu phụ nữ ngu ngốc Dương Quan Quan bị Hoàng Sung gọi đến giúp đỡ cũng chỉ là một nhân tố mà thôi, còn về nhân tố khác thì chỉ sợ là bọn họ đang bị người ta mưu hại, có kẻ muốn nhúng tay vào đại hội võ đạo lần này. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng như vậy. Tề Đẳng Nhàn sắp xếp lại những suy nghĩ ở bên trong đầu mình, sau đó viết vẽ vẽ gì đó phía trên một tờ giấy trắng, hắn đợi đến khi thời gian đã khá là vừa vặn rồi bắt đầu dừng bút để nhìn lại tổng thể. Sau đó lại xé nát tờ giấy có viết đầy những đường đi nước bước của bản thân ở phía trên. Có ở đó không, muốn xem chân một chút chứ? Trong lúc đang Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ nghiêm túc, hắn lại nhận được tin nhắn đến từ Trần Ngư. Cút, Tề Đẳng Nhàn chỉ trả lời bằng một chữ, lời ít mà ý nhiều, hiển nhiên là hắn đã bị tổn thương nặng nề sau sự trả thù đầy ác ý của Trần Ngư lần trước. Trần Ngư bèn gửi cho hắn một biểu tượng tin nhắn đeo kính râm thay lời đáp lại. Trông cực kỳ đắc ý và kiêu ngạo. Trong lúc rảnh rỗi không có gì làm thì cô ta rất thích trêu chọc Tề Đẳng Nhàn một chút. Vào sáng hôm sau, Hứa Trường Ca nói với hai người Tề Đẳng Nhàn và Hứa Ước Ngọc, hôm nay hai đứa hãy đi theo chú ra ngoài nói chuyện làm ăn, chú sẽ đưa hai đứa đi gặp một nhân vật lớn là nhân tài vừa mới xuất hiện tại nơi này. Ai vậy à? Hứa Ước Ngọc không nhịn được mà tỏ vẻ ngạc nhiên, không có nhiều người có thể được bố của cô đánh giá cao như vậy đâu. Triệu Tân Lan cũng hỏi bằng giọng điệu có chút bất mãn, anh đưa Tiểu Ngọc đi theo là được rồi, còn đưa cả Tiểu Lý theo làm cái gì nữa vậy? Anh không sợ cậu ta sẽ làm hỏng chuyện của anh à? Tề Đẳng Nhàn còn đang ước gì bản thân có thể được lười biếng một phen kia kìa, hắn vội vàng nói thêm, cô Triệu nói đúng đấy ạ, cháu chỉ là một thằng hai lúa, cái loại quê mùa mới từ quê lên, vừa nghèo kiết xác vừa không biết gì cả, không hợp để đi theo chú đâu. Triệu Tân Lan vừa ngạc nhiên lại vừa sửng sốt, bà ta ngẩn cả người ra, thầm nghĩ trong lòng rằng sao tự dưng cái thằng danh con này lại biết mình biết ta thế nhỉ, lại còn cướp cả lời kịch của bà ta nữa chứ. Hứa Ước Ngọc không nhịn được mà dở khóc dở cười nhìn Tề Đẳng Nhàn, cô thầm nghĩ có lẽ hắn đang ghi thù cái chuyện bị Triệu Tân Lan làm cho lãng phí một bánh trà ngày hôm qua nên mới cố ý nói như vậy với bọn họ mà thôi. Hứa Trường Ca cũng phải bật cười, sau đó nói, thôi được rồi. Nào cậu chàng quê mùa nghèo kiết xác, chúng ta cùng đi thôi. Hứa Ước Ngọc kéo cánh tay Tề Đẳng Nhàn để bắt hắn đi cùng mình, đi nào, bé mập. Khóe miệng của Tề Đẳng Nhàn giật một cái, từ lúc nào mà hắn lại có biệt danh là bé mập thế này. Tề Đẳng Nhàn hắn đây vốn là kiểu người mặc quần áo thì trông cao gầy mà cởi quần áo ra thì trông vạm vỡ cơ bắp hiểu chưa, lớp mỡ này chỉ là vì hắn đang ngụy trang bằng cách thổi phồng khí huyết mà thôi. Bây giờ thì Tề Đẳng Nhàn cũng đã biết cái thói quen tùy tiện đặt biệt danh cho người khác của bản thân đáng ghét đến chừng nào. Nhưng mà Tề Đẳng Nhàn cứ không thích thay đổi đấy. Chiếc BMW Pininfarina Grand Lasso của Hứa Trường Ca đã đợi sẵn ở bên ngoài, khi nhìn thấy nó thì Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà tán thưởng, gu thẩm mỹ của chú Hứa cao thật đấy, cháu cũng có một chiếc xe tương tự như thế này. BMW Pininfarina Grand Lasso sở hữu thiết kế vô cùng thời thượng. Ở phía sau chỉ có hai chỗ ngồi, hiện tại còn chưa được nhập về trong nước mà chỉ có ở nước ngoài mới bán, giá trị cực kỳ cao, ước chừng trên dưới 3 triệu. Thôi anh đừng có mà ba hoa khoác lác nữa, coi chừng mẹ tôi lại bảo con xe BMW Pininfarina Grand Lasso của anh thực chất chỉ là Bảo Tuấn Pininfarina Grand Lasso bây giờ. Hứa Ước Ngọc trợn trắng mắt rồi đẩy Tề Đẳng Nhàn vào trong xe ngồi. Hãng xe nội địa của Trung Quốc. Hứa Trường Ca bật cười ha ha mấy tiếng, không quá để tâm đến chuyện này, ông để cho hai cô cậu thanh niên trẻ tuổi ngồi ở ghế sau còn bản thân thì ngồi vào vị trí phụ lái. Quãng đường không quá dài nên bọn họ đi cũng không mất bao lâu, tài xế nhanh chóng lái xe vào trong một câu lạc bộ cao cấp, sau đó bọn họ lại đổi sang di chuyển bằng xe điện cỡ nhỏ do câu lạc bộ cung cấp để tới sân đánh gôn. Khi đặt chân vào sân đánh gôn, Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy một bóng người yểu điệu nóng bỏng đang vung gậy. Hai quả đồi ở phía trước ngực cô ta nảy lên theo từng động tác mãnh liệt.
cũng có thể so sánh được với Quan Quan đấy. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà thầm nghĩ trong lòng. Đến khi bóng người kia quay lại, Tề Đẳng Nhàn ngay tức khắc bị dọa đến nỗi tè cả ra quần, con mẹ nó chứ, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy sao? Dương tiểu thư, không ngờ là cháu lại đến sớm hơn chú tận nửa tiếng đồng hồ đấy. Ha ha ha, thực sự là cháu đã khiến chú phải cảm thấy vô cùng hổ thẹn, Hứa Trường Ca vừa cười thành tiếng vừa bước tới giơ tay ra, chủ động bắt chuyện với Dương Quan Quan. Hứa tổng đừng khách sáo như vậy ạ, chỉ là dạo gần đây cháu vừa mới học được cách đánh gôn nên đang trong giai đoạn nghiện chơi trò này thôi. Dương Quan Quan mỉm cười rồi giơ tay lấy cái áo khoác thể thao được treo ở một bên lên mặc vào người. Hứa Ước Ngọc không nhịn được mà cảm thán một câu, cô gái này chính là tiểu thư Dương Quan Quan, người đứng đầu nhà họ Dương hiện nay đấy. Đúng là một con người rất đáng ngưỡng mộ mà, cô ấy đã đi từng bước một để vươn lên đỉnh cao và giành lại quyền hành từ tay gia tộc khổng lồ của mình, lại còn sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, một dáng người nóng bỏng như vậy nữa. Tề Đẳng Nhàn thì đang chuẩn bị lén chuồn đi chỗ khác. Hắn có thể gặp lại Dương Quan Quan vào bất cứ thời điểm nào nhưng tuyệt đối không phải là thời điểm hiện tại. Anh định đi đâu đấy? Hứa Ước Ngọc vừa quay đầu lại đã phát hiện ra rằng Tề Đẳng Nhàn đang muốn chạy trốn, cô vội vàng giơ tay túm lấy hắn để ngăn cản. Nhất thời Tề Đẳng Nhàn cảm thấy đầu mình đau nhức vô cùng, hiện giờ hắn đang nắm giữ thân phận gì cơ chứ? Bạn trai của Hứa Ước Ngọc đấy. Nếu như Tề Đẳng Nhàn để lộ sơ hở dù chỉ là một chút thôi, sau đó bị Dương Quan Quan phát hiện ra, thì chẳng phải là cục diện bây giờ sẽ biến thành tu la chàng kịch tính hay sao? Hứa Trường Ca lại nói, Dương tiểu thư à, xin được giới thiệu với cháu, đây là Hứa Ước Ngọc, con gái của chú, còn đây là Lý Bán Nhàn, bạn trai của con bé. Dương Quan Quan liếc nhìn hai người bọn họ, nhờ có tố chất tâm lý vô cùng mạnh mẽ nên Tề Đẳng Nhàn có thể duy trì bộ mặt thản nhiên không đổi sắc. Nhưng thực ra trong lòng hắn đang cực kỳ sợ hãi tựa như gặp phải ma vậy. Sau đó Dương Quan Quan hỏi, Hứa tổng có muốn đánh một hai lượt không ạ? Hứa Trường Ca xua xua tay, ông quay mặt nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn rồi cười và nói với hắn, Tiểu Lý à, hay là cháu cứ thử một lần xem nhé? Tề Đẳng Nhàn im lặng nhận lấy cây gậy đánh gôn rồi vung tay đánh cú đầu tiên, bốp một tiếng, quả bóng bị đánh bay đi một quãng rất dài. Dương tiểu thư à, về cái chuyện lần trước chú đã nói với cháu ấy, không biết là cháu đã suy nghĩ đến đâu rồi nhỉ? Hiện giờ cháu đang nắm giữ trong tay một khối tài sản khổng lồ, hơn nữa cháu lại còn tham gia vào hạng mục xây dựng đường ống dẫn khí xuyên quốc gia, tài nguyên cứ phải gọi là kéo đến cuồn cuộn như nước. Giả dụ bây giờ mà cháu rót vốn đầu tư vào một hạng mục lắp trên du thuyền ở thành phố Hương Sơn thì chú đảm bảo là cháu sẽ kiếm được một khoản rất lớn đấy. Hứa Trường Ca nói. Dương Quan Quan không trả lời trọng tâm vấn đề của ông, mà ngược lại cô ta chỉ cười rồi hỏi, cháu nghe nói là Hứa tổng có luyện Vịnh Xuân Quyền phải không ạ? Hình như năm đó chú đã một mình đánh bại 13 tên, sau đó chặt đứt tay chân của tất cả bọn chúng. Hứa Trường Ca vừa ngạc nhiên vừa sửng sốt, sau đó ông đáp lại, đó cũng chỉ là chuyện hồi chú còn trẻ người non dạ mà thôi, lúc ấy chú vừa mới đặt chân đến thành phố Hương Sơn này, không thể không sa đà vào một vài cuộc tranh đấu khá là tàn nhẫn. Bây giờ thì chú không còn được như ngày xưa nữa rồi, nếu như thực sự có vài người vây quanh đánh hội đồng chú thì chú thả quỳ xuống ôm đầu cầu xin bọn họ tha cho chú còn hơn. Dương Quan Quan lại nói tiếp, chưa chắc đã là như vậy đâu, theo cháu thấy thì từng bước đi của Hứa tổng đều rất có lực, giọng nói của chú cũng rất hào sảng và mạnh mẽ, hơn nữa rõ ràng hàm lượng cơ bắp trên người chú không phải là thấp, chắc chắn chú vẫn còn tập luyện để giữ phong độ mà. Hứa Trường Ca mỉm cười rồi đáp, cái đó thì là sự thật. Dương Quan Quan bèn đưa ra một đề nghị, vậy thì Hứa tổng hãy đấu với cháu một trận đi, nếu như chú có thể thắng được cháu thì cháu sẽ rót vốn đầu tư, thế nào? Hứa Trường Ca không thể không sững sờ nhìn Dương Quan Quan một lúc, sau đó mới hỏi lại, Dương tiểu thư chắc chắn chứ? Nếu như chú có thể thắng được cháu thì cháu sẽ rót vốn đầu tư vào hạng mục mà chú vừa mới đề xuất sao? Dương Quan Quan nghiêm túc gật gật đầu rồi nói thêm, lần này cháu đến thành phố Hương Sơn với nhiều mục đích, đầu tiên là để làm ăn buôn bán trước đã, nhưng thực ra chuyện mà cháu muốn làm nhất là thỉnh giáo các bậc cao thủ đang sinh sống ở một địa phương coi trọng võ thuật như thành phố Hương Sơn. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng rằng hình như cái cô nàng Dương Quan Quan này đã tẩu hỏa nhập ma mất rồi, cả ngày cô ta chỉ nghĩ đến chuyện tìm người đánh nhau,
đến cả việc làm ăn buôn bán mà cũng phải đánh nhau trước rồi mới tính tiếp. Nhưng sau khi chứng kiến cách đi đứng và cách hô hấp của Dương Quan Quan hiện tại thì Tề Đẳng Nhàn cũng biết chắc chắn cô ta đã tiến bộ không ít so với lúc xưa. Ngày hôm qua Tề Đẳng Nhàn đã thử nghiệm được công lực của Hứa Trường Ca rồi, quả thực là ông đã luyện Vịnh Xuân Quyền đến một trình độ không thể coi là tệ, vậy nhưng chắc chắn hồi còn trẻ ông đã từng bị thương nặng, rõ ràng cánh tay trái của ông không thể sử dụng được quá nhiều sức lực, vì vậy nên Hứa Trường Ca hiện giờ không phải là đối thủ của Dương Quan Quan. Dương tiểu thư à, Daddy của tôi lợi hại lắm đấy. Tôi sợ là ông ấy có thể sẽ khiến cô bị thương. Hứa Ước Ngọc vội vàng nói chen vào. Ha ha, nếu mà như thế thật thì cũng không có vấn đề gì đâu, khi luận võ thì khó tránh khỏi việc phải chịu thương tích mà. Bản thân tôi cũng đã nghe qua những tin đồn về sự lợi hại của Hứa Tổng, thế nên tôi mới muốn thỉnh giáo ông ấy một chút. Dương Quan Quan hào hứng đáp lại. Hứa Trường Ca cũng không thể không quay sang nhìn Tề Đẳng Nhàn bằng ánh mắt trách cứ, hiển nhiên là ông nghĩ hắn đã quá nhiều lời, nếu như hắn chọc giận Dương Quan Quan thì làm sao mà bọn họ có thể bàn chuyện hợp tác làm ăn với nhau được nữa chứ. Con người của cậu thanh niên tên Tiểu Lý này rất tốt, có điều tính cách thì lại có phần hơi mềm yếu nhu nhược quá, võ công của cậu ta cũng rất cao nhưng tiếc là lại thiếu đi sự quyết đoán và tàn nhẫn của một quân nhân, cậu ta vẫn còn phải rèn luyện thêm rất nhiều. Hứa Trường Ca không nhịn được mà thầm đánh giá Tề Đẳng Nhàn thêm một lượt nữa trong lòng, ông cảm thấy mặc dù có một chút tì vết nhưng quả thực Tề Đẳng Nhàn vẫn là một viên ngọc thô chưa mài dũa đáng để đầu tư. Thôi anh đừng có mà nói mấy câu cợt nhả như thế nữa. Hứa Ước Ngọc cũng không nhịn được mà trừng mắt nhìn sang phía Tề Đẳng Nhàn, nguy hiểm quá đi mất, suýt chút nữa thì chỉ vì một câu nói của hắn mà mọi chuyện đã bị phá hỏng. Tôi đâu có nói câu nào cợt nhả đâu. Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng phản bác lại. Hứa Ước Ngọc tức đến nỗi hai mắt cô trợn trắng cả lên, cô thầm nghĩ trong lòng, thật ra thì cái con người này cũng không đáng tin cậy đến thế. Đến lúc này thì Dương Quan Quan cũng không còn tâm trạng nào để mà bàn chuyện hợp tác làm ăn với Hứa Trường Ca nữa, bởi vì cứ mỗi lần nhắc đến Tề Đẳng Nhàn thì tâm tư của cô ta lại trở nên rất hỗn loạn. Tề Đẳng Nhàn là người đàn ông khiến cho Dương Quan Quan nhớ mãi không quên. Cũng chính là người đàn ông đã giúp cho Dương Quan Quan trưởng thành đến mức này. Dương Quan Quan hiểu rõ một điều, dĩ nhiên là hiện nay Tề Đẳng Nhàn vẫn đang náu mình ở một nơi an toàn, vậy nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà lo cho hắn. Dù sao Tề Đẳng Nhàn cũng đã gây ra một tai họa lớn như vậy, chẳng lẽ cô ta có thể không lo lắng được hay sao? Hứa Tổng à, cháu xin hẹn chú cùng bàn luận về chuyện hợp tác làm ăn vào một hôm nào đó khác. Dương Quan Quan nói. Nghe Dương Quan Quan bảo vậy, Hứa Trường Ca cũng chỉ đành cười khổ một tiếng rồi đáp, được thôi, Dương tiểu thư. Có điều chú khuyên là cháu nên nhanh chóng đưa ra quyết định, nếu không thì cái cảng nhỏ kia sẽ bị người ta giành mất đấy, đến lúc đó thì cháu sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa đâu. Dương Quan Quan nói với ông, cháu sẽ suy nghĩ thật cẩn thận. Hứa Ước Ngọc cứ tưởng là do câu nói vừa rồi của Tề Đẳng Nhàn nên Dương Quan Quan mới tức giận và hoãn việc đàm phán hợp tác làm ăn. Cô không thể không nổi giận với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nhún vai với vẻ vô cùng bất đắc dĩ, chuyện này có thể trách móc hắn được hay sao? Rõ ràng là Hứa Ước Ngọc chọn đề tài mở đầu câu chuyện trước chứ còn ai vào đây nữa, và lại những điều mà hắn nói cũng đều là lời thật lòng thật dạ cả, làm gì có câu cợt nhả nào. Vậy nhưng ngay vào lúc Dương Quan Quan đang chuẩn bị rời đi thì bỗng có một đoàn người đi về phía bên này. Ồ, đây không phải là Dương Quan Quan. Đồ đệ của cái thằng bán nước hay sao? Cô đến đây đánh gôn đấy à? Người dẫn đầu của đoàn người kia không phải ai khác mà chính là Trần Hùng Phi, thiếu đà chủ của phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn. Cô ta chính là đồ đệ của cái tên quốc tặc Tề Đẳng Nhàn kia đấy à? Không ngờ cô ta vẫn còn dám vác mặt đến thành phố Hương Sơn này để góp vui đấy, chẳng lẽ cô ta không sợ bản thân sẽ bị đánh chết? Một người khác trông cũng rất trẻ lập tức mở miệng nói xen vào. Anh ta còn nhìn Dương Quan Quan một lượt từ trên xuống dưới. Dương Quan Quan chỉ đứng đó với tư thế vô cùng ngạo nghễ, cô ta đáp trả lại bằng giọng hết sức lạnh lùng, tôi vừa mới nghe thấy tiếng chó sủa từ xa, còn tưởng là ai vào đây chứ, hóa ra lại là Trần Thiếu Đà Chủ và Mạnh Thiếu Bang Chủ. Lũ đàn em của Trần Hùng Phi và Mạnh Huyền Thông đều giận tới nỗi tím tái hết cả mặt mày, bọn chúng ngay lập tức thủ thế như sắp xông vào đánh Dương Quan Quan ngay lập tức. Trần Hùng Phi lại chỉ xua tay ngăn bọn chúng lại rồi tiếp tục nói, ê này,
Mặc dù Dương Tiểu Thư là đồ đệ do cái tên quốc tặc kia một tay dạy dỗ, nhưng đồng thời cô ta cũng là người đang đứng đầu nhà họ Dương hiện nay, chúng mày không được phép vô lễ nghe chưa? Dương Quan Quan lạnh mặt hỏi lại, quốc tặc à? Rốt cuộc ai là quốc tặc thì chính các anh mới là những người hiểu rõ nhất, vậy mà các anh vẫn còn mặt mũi mời cao thủ ở khắp nơi đến tham gia đại hội võ đạo để cùng nhau tìm kiếm và trừng phạt sư phụ tôi, đúng thật là buồn cười không tả được. Thiếu bang chủ của Hồng Bang chi nhánh thành phố Hương Sơn là Mạnh Huyền Thông bèn híp mắt lại rồi nói với Dương Quan Quan, Dương Tiểu Thư muốn can thiệp vào đại hội võ đạo lần này phải không? Được thôi, vậy thì cô có thể thử một lần, xem tất cả mọi người liệu có kiêng dè thân phận của cô hiện tại mà không ra tay giết chết cô hay không nhé? Dương Quan Quan bèn nở nụ cười rồi dõng dạc đáp trả, chỉ mong là ngày hôm ấy anh sẽ xuất hiện, sau đó anh cứ đợi mà xem liệu tôi có thể giết chết được anh không? Sau khi nói xong những lời này, Dương Quan Quan phất ống tay áo một cái rồi xoay người rời đi. Sắc mặt của Mạnh Huyền Thông cũng không được tính là quá dễ coi, anh ta quay đầu lại nói với Trần Hùng Phi, Trần Thiếu Đà Chủ, người phụ nữ kia đúng là mạnh miệng thật đấy, chúng ta nên phế bỏ hết toàn bộ công phu của cô ta rồi sau đó tôi sẽ chơi cô ta vài ngày. Để xem đến lúc đó thì cô ta có còn dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như vậy hay không? Nghe xong những lời ấy, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà khẽ mỉm cười, ham muốn giết người nảy sinh trong lòng hắn. Dương Quan Quan chính là đồ đệ được hắn che chở từ trước đến nay, cũng là người phụ nữ làm cho hắn thích thú đến nỗi không kiềm chế được bản thân mình, ít nhiều gì thì những lời mà Mạnh Huyền Thông vừa nói ra cũng khiến cho hắn có cảm giác vô cùng khó chịu. Hứa Trường Ca đứng ở một bên không nói lời nào, cũng không lên tiếng chào hỏi hai người kia. Lý do là vì ông không muốn bản thân dính dáng quá sâu đến những bang hội như thế. Này các vị, bọn tôi lỡ thích cái sân đánh gôn này mất rồi, phiền các vị nhường lại cho chúng tôi một chút đi nhé. Mạnh Huyền Thông bước tới rồi vênh mặt lên mà hất hàm ra lệnh cho bọn họ. Hứa Ước Ngọc biết đây là thiếu bang chủ của Hồng Bang chi nhánh thành phố Hương Sơn, một bang hội loại nhỏ như Hòa Liên Thắng thì không thể nào so sánh với Hồng Bang được, vì vậy nên sắc mặt cô trắng bệch ra như tờ giấy. Không dám lên tiếng trả lời anh ta. Ngược lại thì Hứa Trường Ca rất bình tĩnh, ông bảo bọn họ, đi thôi nào, chúng ta cùng đi về nhà. Trần Hùng Phi mỉm cười rồi hỏi, ông là Hứa Trường Ca tiên sinh của tập đoàn đầu tư Hứa Thị phải không? Ngày hôm nay ông đến đây để đàm phán chuyện cùng hợp tác làm ăn với Dương Quan Quan đấy à? Tốt nhất là ông không nên thực hiện phi vụ hợp tác làm ăn đó đâu, nếu không thì tôi e là ông sẽ bị lỗ vốn đấy. Hứa Trường Ca vẫn không hề kinh sợ, ông chỉ đáp rằng, cảm ơn lời nhắc nhở của Trần Thiếu Đà Chủ, Hứa Mỗ đã nhớ kỹ rồi. Tề Đẳng Nhàn thì không nói bất cứ lời nào, nhưng trong lòng hắn đã thầm tính toán hết toàn bộ các cách để xử lý cái đám ba đần độn kia. Hứa Ước Ngọc quay sang liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn, thấy hắn có vẻ thờ ơ thì không nhịn được mà lặng lẽ thở dài một cái, quả thực là làm đàn ông thì vẫn nên có khí phách mạnh mẽ một chút mới tốt. Cho dù Tề Đẳng Nhàn có sợ đến mức nào thì ít nhất hắn cũng nên có gan đáp trả một hai câu để phản bác lại bọn họ chứ. Có điều Hứa Ước Ngọc lại không hề biết rằng Tề Đẳng Nhàn chính là loại người mạnh mẽ đến mức có thể vượt qua khoảng cách ngàn dặm xa xôi để chạy đến tận nước Mỹ tìm và giết chết kẻ thù của hắn. Nếu như nói rằng hắn không có khí phách thì chỉ sợ là trên thế giới này không còn ai có thể xứng đáng với hai chữ đó được nữa rồi. Ngay cả một người phụ nữ hoàn hảo như tiên trên trời là Trần Ngư cũng còn phải mặt đỏ tim đập vì khí phách mạnh mẽ và khí khái nam nhi toát lên từ Tề Đẳng Nhàn nữa là. Tiểu Lý à, hai người vừa nãy chính là hai người có quyền lực to lớn nhất trong số các thanh niên trẻ tuổi ở thành phố Hương Sơn bọn chú hiện nay. Sau khi dẫn theo Hứa Ước Ngọc và Tề Đẳng Nhàn ra ngoài, Hứa Trường Ca nói với Tề Đẳng Nhàn như vậy. À, bọn họ chính là thái tử gia của Hồng Bang và Long Môn đấy nhỉ. Tề Đẳng Nhàn gật đầu rồi đáp lời ông như vậy. Hứa Trường Ca mỉm cười rồi nói tiếp, chú nghĩ là cháu đừng nên cảm thấy địa vị của bọn họ xa vời đến mức cháu không thể chạm tay được đến bọn họ. Chú cảm nhận được rằng cháu có tiềm năng cực kỳ tuyệt vời, chỉ cần chăm chỉ luyện tập vài năm thì chắc chắn cháu sẽ có thể vượt xa bọn họ thôi. Hứa Ước Ngọc bèn nói xen vào, Daddy à, Daddy khen bé mập ít thôi, nếu không là đuôi của anh ta vểnh lên đến tận trời bây giờ đấy. Tề Đẳng Nhàn lại nói, cảm ơn chú Hứa vì đã khen ngợi và tán thưởng cháu sẽ cố gắng hết sức để thay đổi bản thân. Hứa Ước Ngọc trợn trắng cả hai mắt lên, cô nói, cái đồ rốt nát nhà anh,
tốt nhất là anh đừng có nói ra mấy câu linh tinh mà anh không nên nói nữa. Lỡ đâu anh chọc giận Dương Tiểu Thư thì làm sao mà chuyện hợp tác làm ăn của gia đình tôi có thể tiến hành một cách thuận lợi được đây? Không sao cả, thực ra lần này Dương Tiểu Thư đến thành phố Hương Sơn với mục đích là để tham gia đại hội võ đạo, kể cả nếu như chuyện hợp tác làm ăn có không thành công thì chú cũng sẽ không để ý đâu. Hứa Trường Ca nở nụ cười đầy lơ đễnh rồi nói. Tề Đẳng Nhàn bèn nhân tiện bảo với Hứa Trường Ca, chú Hứa cứ yên tâm đi, vấn đề này không lớn lắm đâu. Cháu tin là nhất định cô ấy sẽ đồng ý rót vốn đầu tư vào hạng mục mà chú đã đề xuất thôi ạ. Anh tin thì có tác dụng gì cơ chứ? Hứa Ước Ngọc vò đầu bứt tai, có vẻ rất lo lắng khổ sở. Tập đoàn đầu tư Hứa thì chúng tôi cũng đang bắt đầu bước vào giai đoạn chững lại rồi. Chúng tôi rất cần có một thế lực bên ngoài với nguồn vốn mạnh mẽ như Dương Tiểu Thư xuất hiện để thúc đẩy lợi nhuận lên cao. Tề Đẳng Nhàn lại nói với cô, tôi sẽ giải quyết chuyện này cho. Hứa Ước Ngọc đáp lại, bé mập à, anh lại ba hoa khoác lác nữa rồi đấy. Hứa Trường Ca cười ha ha vài tiếng rồi nói với bọn họ, đi thôi nào, về nhà ăn cơm thôi. Chắc hẳn là mẹ của con cũng đã nấu xong bữa cơm rồi đấy. Thế nào rồi anh, vụ đàm phán hợp tác làm ăn giữa nhà ta và Dương Tiểu Thư đã thành công chưa thế? Triệu Tân Lan vừa mới nhìn thấy hai cha con Hứa Trường Ca về đến nhà thì đã hào hứng hỏi. Hứa Trường Ca bèn cười và đáp, đó là một khoản đầu tư trị giá tận mấy triệu đấy em, làm sao mà có thể dễ dàng thành công như vậy được. Club trên du thuyền cũng chỉ là một hạng mục trong quá trình mở rộng của tập đoàn chúng ta mà thôi, đang ở giai đoạn đầu thì tiến triển chậm là đúng rồi mà. Nhà họ Dương ở Ma Đô hiện nay đã nằm dưới quyền kiểm soát của Dương Quan Quan, hiện tại thì Dương Quan Quan chính là người nắm giữ quyền lực lớn nhất trong số những người có tiếng nói ở nhà họ Dương. Mưu kế sử dụng tập đoàn tài chính Đông Liên lúc trước đã khiến cho toàn bộ người nhà họ Dương rơi vào một cái bẫy đau khổ đến mức không thể tả được. Hơn nữa đa số bọn họ cũng không muốn đi theo hai cha con đã thất thế là Dương Ý và Dương Tĩnh, vậy nên tất cả đều phải cúi đầu chịu thua trước Dương Quan Quan. Dương Quan Quan đã nắm trong tay cả tập đoàn Goku lẫn toàn bộ nhà họ Dương, giờ cô ta lại tham gia vào hạng mục xây dựng đường ống dầu khí xuyên quốc gia nữa, có thể nói là thực sự không thiếu tiền của. Triệu Tân Lan vừa nghe xong đã lập tức giận chó đánh mèo và đổ lỗi cho Tề Đẳng Nhàn, bà ta giận dữ nói, nhất định là do cái thằng nhóc con quê mùa Tiểu Lý này không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế của nước Hoa ta nên nó mới nói linh tinh, làm hỏng hết cả việc, phải không? Ôi chao, mẹ mình đúng là liệu sự như thần, Hứa Ước Ngọc không nhịn được mà cười khổ trong lòng, thế nhưng cô cũng không mở miệng nói gì để bỏ đá xuống giếng. Hứa Trường Ca mỉm cười rồi nói, chuyện này thì đâu thể đổ lỗi cho Tiểu Lý được, với một khoản đầu tư có giá trị khổng lồ như thế kia thì bất kỳ ai cũng sẽ muốn suy nghĩ cẩn thận rồi mới quyết định thôi. Cứ đợi đến khi nào Dương Tiểu Thư đưa ra quyết định rồi anh sẽ nói chuyện với cô bé ấy sau cũng được. Trên đường từ sân gôn về đây, Tề Đẳng Nhàn cũng đã gửi một tin nhắn cho Hoàng Sung để nhắc anh ta thay mình ra mặt nói chuyện với Dương Quan Quan. Gợi ý cho Dương Quan Quan cân nhắc cẩn thận về việc rót vốn đầu tư vào hạng mục của Hứa Trường Ca. Tuy rằng thời gian ở chung giữa bọn họ chưa phải là quá dài, nhưng Tề Đẳng Nhàn lại rất có hảo cảm với một con người như Hứa Trường Ca. Có một số người chính là như vậy đấy, không cần ở chung với nhau trong một khoảng thời gian dài nhưng cũng có thể biết mình và người kia vô cùng tâm đầu ý hợp. Cũng như Tề Đẳng Nhàn và Lục Chiến Long vậy. Tuy thời gian quen biết giữa đôi bên còn chưa được bao lâu, nhưng như thế là đủ để bọn họ dốc sức giúp đỡ người bạn của mình mà không tiếc cả mạng sống. Thậm chí Tề Đẳng Nhàn còn đã suy nghĩ kỹ càng về việc nên sắp xếp Hứa Trường Ca vào phần nào trong kế hoạch của bản thân, ông là một con người có năng lực nhìn xa trông rộng, có thể trở thành cánh tay phải đắc lực cho hắn. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì một người bỗng dưng bước ra từ trong nhà, đó chính là em trai ruột của Triệu Tân Lan. Tên là Triệu Tân Không. Anh rể à, em đã biết trước rằng có thể anh sẽ không hoàn thành được việc này, cũng vì thế nên em đã tìm sẵn một người có khả năng giúp đỡ được anh đây. Triệu Tân Không vừa mới xuất hiện đã nở một nụ cười vô cùng đắc ý. Cháu chào cậu à, Hứa Ước Ngọc vội vàng lên tiếng chào ông ta, về phương diện gia giáo thì cô không có chút vấn đề nào cả. Hứa Trường Ca hỏi lại bằng giọng ngạc nhiên, a, em tìm à. Em đã tìm ai đến để hỗ trợ vậy? Triệu Tân Không tiếp tục trưng ra vẻ mặt đắc ý, ông ta trả lời, em vợ của anh cũng có bản lĩnh khá lớn,
em đã mời được thiếu gia Hà Định Khôn của nhà họ Hà về đây. Hứa Trường Ca không kìm được mà để lộ một tia tức giận trong mắt, còn lâu ông mới tin vào câu nói vừa rồi, trời sập thì may ra, đừng nói là Triệu Tân Lan lại có ý định bán con gái của bọn họ đi để đổi lấy sự giúp đỡ đấy nhé. Nếu không thì tại sao người của nhà họ Hà lại phải giúp đỡ bọn họ trong việc này? Nhà họ Hà cũng chính là một gia tộc thuộc giai cấp đứng đầu ở thành phố Hương Sơn, nghe đồn bọn họ có vài xích mích với thị trưởng Hoàng vừa mới nhậm chức, không biết tin đồn đó là thật hay là giả. Triệu Tân không cười cười rồi nói, anh rể à, anh không cần cảm ơn em làm gì đâu, em cũng chỉ muốn tốt cho tất cả mọi người mà thôi. Hơn nữa Hà thiếu gia cảm thấy rất hứng thú với Tiểu Ngọc nhà mình, em nghĩ là anh nên cân nhắc một chút. Hứa Ước Ngọc không nhịn được mà nhíu mày, nhưng cô vẫn không nói một lời nào cả. Cô hiểu rõ rằng nhà họ Hứa hiện nay đang cần một bước ngoặt, đồng nghĩa với việc bọn họ cần một thế lực bên ngoài thật mạnh mẽ hỗ trợ để thúc đẩy sự phát triển của bọn họ. Hà thiếu gia đang ngồi ở trong nhà kia kìa, con mau vào trong đó mà chào hỏi đi, nếu để người ta nghĩ rằng nhà chúng ta không biết phép tắc gì thì không tốt đâu. Triệu Tân Lan vội vàng nói với con gái. Hà Định Khôn đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, thấy đoàn người bước vào thì mỉm cười rồi đứng dậy, sau đó quay mặt về phía Hứa Trường Ca mà nói lời chào, chào chú Hứa. Hà thiếu gia đấy à, chào cậu, Hứa Trường Ca bắt tay với Hà Định Khôn. Cậu không cần phải khách sáo như thế đâu, cứ ngồi xuống đi đã. Hà Định Khôn nói, ban nãy Triệu Tân không đã kể lại cho cháu nghe về tình hình của gia đình chú rồi. Vấn đề không phải là quá lớn đâu, cháu rất thân thiết với bên phía Dương Tiểu Thư, thậm chí cháu còn vừa mới hẹn cô ấy là ngày mai sẽ cùng nhau dùng bữa, nhất định cô ấy sẽ nể mặt cháu thôi mà. Hà thiếu gia mới là quý nhân có thể giúp đỡ gia đình chúng ta, cậu ấy tới đây để giúp chúng ta thành công. Chứ đâu như một số người nào đó, chỉ biết làm hỏng việc. Triệu Tân Lan bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, không cần nghĩ cũng biết bà ta đang muốn ám chỉ vị khách đường xa đến từ Nam Dương là Tề Đẳng Nhàn. Hứa Trường Ca mỉm cười rồi nói, nếu như Hà thiếu gia có thể giúp đỡ chúng tôi thì thực sự là không còn gì tốt hơn nữa rồi, có điều không biết Hà thiếu gia muốn đưa ra điều kiện gì với chúng tôi đây. Hà Định Khôn nhanh chóng đáp lại, ha ha ha. Cũng chỉ là giúp đỡ một chuyện nhỏ mà thôi, cháu thì có điều kiện gì đâu cơ chứ. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Hứa Trường Ca reo lên, ông bèn lấy ra xem thử, lập tức ngạc nhiên vô cùng, không ngờ người gọi tới lại là Dương Quan Quan. Dương Quan Quan vừa thấy đầu dây bên kia bắt máy đã đi thẳng vào vấn đề, cô ta nói, Hứa Tổng à, cháu đã suy nghĩ kỹ về hạng mục mà chú vừa mới đề xuất rồi, chúng ta có thể thử hợp tác một chút, cũng không hại gì cả. Ngày mai chúng ta gặp nhau nói chuyện đi. Hứa Trường Ca bèn nở nụ cười mừng rỡ, được, chú chỉ chờ những lời này của cháu thôi đấy Dương Tiểu Thư. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau nhé. Thế nào, có đúng là Dương Tiểu Thư đã gọi điện cho anh không? Triệu Tân Lan hỏi với vẻ mặt vô cùng hưng phấn, hai mắt của bà ta cũng sáng rực lên. Chắc chắn là thế rồi, anh rể vừa mới gọi tên cô ấy mà. Triệu Tân không lập tức hùa theo, nhất định là lần này tập đoàn đầu tư Hứa thị sẽ có thể tiến thêm một bước rất xa, sau đó tất cả mọi người đều có thể kiếm được thêm thật nhiều tiền. Triệu Tân Lan nói, em trai à, em thực sự quá lợi hại. Triệu Tân không đáp lời bà ta, chị đừng cảm ơn em vội, đây đều là nhờ có mặt mũi của Hà thiếu gia thôi. Hà Định Khôn không nhịn được mà tỏ vẻ ngạc nhiên, anh ta sửng sốt, Nhưng mà tôi mới chỉ vừa hẹn Dương Tiểu Thư cùng ăn một bữa cơm thôi mà, tôi còn chưa nói với cô ấy cụ thể tôi muốn nhờ vả chuyện gì nữa. Triệu Tân không bèn tâng bốc anh ta, vậy thì chắc chắn là do Dương Tiểu Thư nghĩ rằng cậu muốn nói chuyện này giúp anh rể tôi, thế nên cô ấy mới nể mặt Hà thiếu gia để đồng ý trước thời hạn đấy. Có khi chỉ cần đợi đến ngày mai thôi là Dương Tiểu Thư sẽ đưa ra một chuyện gì đó cần nhà họ Hà trợ giúp cũng nên. Hà Định Khôn gật đầu như có điều suy nghĩ, tuy anh ta cũng hơi thắc mắc nhưng lại không do dự quá lâu về vấn đề này. Thấy chưa, người ta như thế này mới là giai cấp cao nhất ở thành phố Hương Sơn, có mặt mũi biết chừng nào. Muốn nhờ vả ai cũng được cả, Triệu Tân Lan nói bằng giọng the thé. Hứa Ước Ngọc chỉ cảm thấy vừa lúng túng vừa khó xử, có điều cô không thể phủ nhận được rằng những lời mẹ mình vừa mới nói là sự thật. Nhà họ Hà thuộc giai cấp cao nhất ở nơi này. Bất kỳ ai cũng sẽ phải nể mặt mà giúp đỡ bọn họ.
Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà mỉm cười, sau đó hắn hỏi, cô Triệu à, cô có chắc chuyện này là do Dương tiểu thư nể mặt Hà thiếu gia hay không? Triệu Tân Lan phản bác lại, sao nào? Không phải là do Dương tiểu thư nể mặt cậu ấy thì chẳng lẽ là do Dương tiểu thư nể mặt cậu chắc? Cậu chỉ là một tên ngoại lai đến từ Nam Dương thôi, có tư cách gì mà khiến Dương tiểu thư phải nể mặt cậu cơ chứ? Triệu Tân không cũng nói xen vào bằng giọng lạnh lẽo, có một số người là góc ghẻ nhưng cứ đòi ăn thịt thiên Nga, không biết tự soi bản thân trong vũng nước đáy đi à, xem mình có mặt mũi như thế nào mà dám tự so sánh với Hà thiếu gia. Không phải không phải, cháu chỉ muốn xác nhận lại một chút thôi, để khen Hà thiếu gia thật là lợi hại ấy mà. Tề Đẳng Nhàn trợn mắt lên rồi nói, mọi người đang nghĩ cái gì vậy không biết. Ban nãy tất cả mọi người đều tưởng là Tề Đẳng Nhàn không phục, ngay cả Hà Định Khôn cũng nghĩ vậy, không ai có thể ngờ được hắn lại nói ra một câu như thế. Triệu Tân Lan sững sờ. Tề Đẳng Nhàn nói, Hà thiếu gia đúng là lợi hại thật đấy, tôi rất bội phục anh. Tôi tuyên bố từ nay trở đi, quảng trường ở trước cửa nhà họ Hứa sẽ được đổi tên thành quảng trường Hà Định Khôn, Hà Định Khôn là lợi hại nhất. Nghe xong những lời ấy của Tề Đẳng Nhàn, khuôn mặt của Hà Định Khôn trở nên ngơ ngác, thậm chí anh ta còn có chút ngượng ngùng, đừng có mà nói như vậy, chứ phải khiêm tốn một chút, nếu như chuyện này truyền đi khắp nơi thì tôi còn dám gặp ai nữa đây. Ồ, cũng không tệ đâu, cũng dám thừa nhận bản thân không bằng người khác đấy. Hai chị em Triệu Tân Lan và Triệu Tân Không đều gật gù đồng tình, bọn họ hoàn toàn không hiểu Tề Đẳng Nhàn đang muốn làm trò gì nữa. Dù sao Hứa Ước Ngọc cũng là một thanh niên trẻ tuổi, cô biết ngay Tề Đẳng Nhàn đang giả vờ nịnh bợ nhưng thực ra là muốn mỉa mai Hà Định Khôn, đành phải nhìn hắn bằng vẻ mặt dở khóc dở cười. Nhưng đồng thời khi suy nghĩ kỹ thì Hứa Ước Ngọc lại cảm thấy có hơi buồn bã trong lòng, là do Tề Đẳng Nhàn phát hiện sự chênh lệch giữa bản thân và một người thuộc gia tộc giàu có quá lớn nên mới dùng cách thức như vậy để trút hết bực bội trong lòng hay sao? Hứa Trường Ca không nhịn được mà dùng ánh mắt có chút thất vọng để liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn. Lẽ ra một bậc nam nhi thì không nên khom lưng uốn gối trước quyền lực to lớn như vậy chứ. Bây giờ cháu còn trẻ, chú nghĩ là cháu nên giữ vững bản tâm, lẽ ra cháu không nên uốn gối khom lưng chỉ vì người khác có quyền có thế, như vậy là không được đâu. Sau khi bữa cơm tối kết thúc, Hứa Trường Ca gọi Tề Đẳng Nhàn vào trong phòng làm việc rồi dốc lòng dạy dỗ hắn. Hiển nhiên là Hứa Trường Ca đã thực sự coi Tề Đẳng Nhàn như một nhân tố trẻ rất có tiềm năng. Cũng vì thế nên ông mới ôm ý định muốn bồi dưỡng nhân tài. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha mấy tiếng rồi nói, chú Hứa ơi, cháu chỉ muốn đùa cho mọi người vui vẻ thôi mà, hơn nữa cháu cũng không muốn cãi nhau với cô Triệu cho lắm. Đừng nói là chú thực sự nghĩ rằng cháu sợ cái tên Hà thiếu gia kia đấy nhé. Sau khi nói xong những lời này, Tề Đẳng Nhàn bèn mở điện thoại di động ra rồi giơ tin nhắn mà mình đã gửi cho Hoàng Sung lên để Hứa Trường Ca đọc cùng. Hứa Trường Ca nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sau đó không kìm được mà tỏ vẻ ngạc nhiên, ông hỏi, thì ra là cháu giúp chú khuyên nhủ Dương tiểu thư sao? Bảo sao mà cô bé ấy lại đột nhiên thay đổi ý định, xem ra là do chú nghĩ nhiều rồi. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, sau đó nói thêm, chỉ là cháu có một chút quan hệ mà thôi, cũng may là mối quan hệ giữa anh ta và Dương tiểu thư cũng không phải là quá tệ, thế nên cháu mới nhờ anh ta nói giúp cho chú. Hứa Trường Ca nở nụ cười rồi nói, tốt quá rồi, chú cảm ơn cháu nhiều lắm, Tiểu Lý. Tề Đẳng Nhàn xua tay, chú Hứa đừng khách sáo quá làm gì, chú là một con người vừa chính trực lại vừa chân thành, hơn nữa chú còn đối xử với cháu rất tốt, dĩ nhiên là cháu phải báo đáp lại chú chứ ạ. Hứa Trường Ca giơ ngón tay cái lên với Tề Đẳng Nhàn, sau đó nói, có thực lực nhưng lại khiêm tốn bản thân, thế là rất tốt. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười. Chẳng qua cũng chỉ vì Hứa Trường Ca không nhận ra Tề Đẳng Nhàn nên ông mới có thể nói ra những lời như vậy mà thôi, nếu như Tề Đẳng Nhàn thực sự khiêm tốn thì đã không có nhiều người bị nhị đương gia làm cho bẽ mặt trước đây rồi. Chú Hứa à, chú có muốn nhà họ Hứa của chú trở thành một gia tộc quan trọng chủ chốt ở thành phố Hương Sơn này hay không? Đột nhiên Tề Đẳng Nhàn lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên là có rồi, chú cố gắng vì sự nghiệp buôn bán của mình như vậy cơ mà. Chẳng phải là để xây dựng nên một cơ đồ hay sao? Hứa Trường Ca vừa gật đầu vừa nói. Tề Đẳng Nhàn bèn nói với ông, cháu có thể giúp đỡ chú đấy ạ.
Hứa Trường Ca hơi sửng sốt một chút, sau đó ông bật cười và nói, Tiểu Lý à, cháu đến đây nghĩa là cháu đang giúp chú rồi đấy. Hơn nữa thành phố Hương Sơn là một vùng đất ngọa hổ tàng long, không giống như nước Nam Dương của cháu nơi chỉ có một gia tộc là nhà họ Trần xưng bá thiên hạ đâu. Cháu vẫn còn trẻ, cháu không nên dùng giọng điệu quá chắc chắn khi nói về một điều gì đó, nếu không thì cháu sẽ bị người khác cười nhạo đấy. Chú thì sẽ không cười nhạo cháu, bởi vì chú nhận ra rằng cháu sở hữu những phẩm chất rất tốt đẹp, không chỉ vậy mà cháu còn rất có năng lực nữa, có lẽ trong một khoảng thời gian không xa sắp tới thì cháu sẽ có cơ hội để làm điều cháu vừa mới nói. Vậy nhưng cháu không nên nói ra điều này quá sớm. Cháu nên đợi đến lúc bản thân đã có đủ thực lực rồi hãng nói sau. Hứa Trường Ca thầm nghĩ trong lòng rằng trừ việc đôi khi có hơi phô trương quá mức thì Tề Đảng Nhàn cũng không có gì đáng chê trách cả. Mỗi tội, khuôn mặt của hắn có hơi xấu xí một chút, dáng người cũng hơi mập mạp một chút, lúc cười lên thì trông hắn cứ như Phật Di Lặc vậy. Dường như Tề Đảng Nhàn cũng đã nhận ra những gì mà Hứa Trường Ca muốn nói thông qua ánh mắt của ông. Hắn không nhịn được mà nói một cách chân thành, chú Hứa à, thực ra là cháu đẹp trai lắm đấy. Hả, Hứa Trường Ca ngẩn cả người. Từng có một người bạn nói với cháu thế này, anh ta không tán thưởng cháu vì cháu hào hiệp, nghĩa khí hay là mạnh mẽ và nhiệt tình, anh ta chỉ cảm thấy cháu rất đẹp trai mà thôi. Tề Đảng Nhàn nói. Hứa Trường Ca thực sự rất muốn hỏi xem liệu có phải là người bạn kia của Tề Đảng Nhàn đã bị mù hay không. Nhưng vì cảm thấy rằng câu hỏi ấy nghe quá xúc phạm nên ông đã cố gắng nhịn xuống. Hứa Trường Ca không có hứng thú nói những chuyện vô nghĩa với Tề Đảng Nhàn nữa. Ông nói, được rồi, chú không cần biết cháu đã gây ra những chuyện gì và chọc phải những nhân vật nào ở vùng đất Nam Dương đó. Nhưng một khi cháu đã đến thành phố Hương Sơn này thì cứ ở lại và làm việc đi. Nếu như cháu có điều gì cần giúp đỡ thì cứ nói cho chú biết. Nếu như chú có thể giải quyết được vấn đề đó thì chú sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cháu. Đương nhiên, nếu như cháu coi trọng Tiểu Ngọc thì cháu nên tự mình giải quyết vấn đề đi, đứa con gái của chú rất có chính kiến, chú không thể xen vào quyết định riêng của nó được đâu. Ha ha! Hứa Trường Ca không có tâm trạng đâu mà nghe những lời khoác lác của Tề Đảng Nhàn thêm nữa, ông đuổi hắn ra khỏi phòng làm việc ngay sau đó. Hứa Trường Ca đứng trước giá sách của bản thân, tự lẩm bẩm với mình, gia tộc quan trọng chủ chốt của thành phố Hương Sơn sao? Đương nhiên là Hứa Trường Ca muốn gia tộc của bản thân trở thành một gia tộc lớn như nhà họ Hà, cũng có thể là như nhà họ Trần đang làm việc cho Long Môn, có điều năng lực của ông chỉ có thể đưa ông đến vị trí hiện tại mà thôi, điều ông thiếu là một quý nhân có thể vươn tay ra giúp đỡ ông. Sau một hồi lâu, Hứa Trường Ca thở dài. Ông vẫn kiên trì với nguyên tắc của bản thân là tuyệt đối sẽ không cố gắng ép buộc con gái mình làm những gì mà cô không muốn. Hứa Trường Ca tuyệt đối sẽ không hạ mình để cưỡng ép con gái ông phải gả cho một ai đó. Tề Đảng Nhàn âm thầm so sánh Hứa Trường Ca với loại người cặn bã như Giang Sơn Hải, quả thực không biết Hứa Trường Ca tốt hơn bao nhiêu lần nữa, hắn đã có dự định sẵn trong lòng rồi, sau này hắn có thể giao phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn cho Hứa Trường Ca quản lý. Dù sao thì bên phía Tổng hội cũng đã đánh mất quyền kiểm soát đối với phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn, nếu như Tề Đảng Nhàn có thể chinh phục được phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn thì tất nhiên là số phận của phân đà này sẽ do hắn định đoạt, huống chi Lý Hà Đồ còn là người của bên phía hắn nữa. Tề Đảng Nhàn vừa mới bước chân ra khỏi phòng làm việc đã bị Hứa Ước Ngọc tóm cổ lại ngay lập tức, cô kéo hắn ra sân sau nhà mình để ngắm hoa, không phải là nói chuyện mới đúng. Bé mập à, về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, tôi rất xin lỗi, mẹ tôi nói chuyện khó nghe như vậy đấy, mong là anh đừng để bụng. Hứa Ước Ngọc nói lời xin lỗi với Tề Đảng Nhàn, về phương diện gia giáo thì cô được thừa hưởng phong cách của Hứa Trường Ca. À, thực ra tôi cũng không để ý đâu, Tề Đảng Nhàn nói với cô. Hứa Ước Ngọc lại nói, anh đã nhìn thấy Hà Định Khôn rồi nhỉ, có phải anh cảm thấy rất mất mát khi nhận thức được sự chênh lệch giữa anh và anh ta hay không? Thực ra thì tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu như không phải do tôi lấy anh ra làm bia đỡ đạn ngày hôm qua thì mọi chuyện trời xui đất khiến ngày hôm nay cũng không xảy ra rồi, lẽ ra anh sẽ không bị đả kích như thế này. Tề Đảng Nhàn ngẩn cả người ra, Hứa Ước Ngọc đang nói cái gì thế? Cái gì mà chênh lệch cơ? Kể cả từ cái hồi hắn không có lấy một xu dính túi, vẫn còn chưa có danh tiếng gì đáng kể,
hắn cũng không thèm nể mặt chủ tịch của một tỉnh nữa là. Bây giờ Tề Đảng Nhàn đã cực kỳ nổi tiếng rồi, chỉ riêng danh tiếng của hắn cũng có thể trị giá cả tỷ đô la Mỹ chứ không ít, vậy mà hắn lại có thể bị đả kích bởi loại người như Hà Định Khôn sao? Hứa Ước Ngọc đang nói đùa cái gì vậy không biết? Tôi đã bắt anh phải bước vào một thế giới mà anh vốn dĩ không thuộc về, khiến cho anh phải trải nghiệm sự chênh lệch như lòng sông so với mặt nước biển, tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi. Hứa Ước Ngọc thở dài và nói với hắn. Khóe miệng của Tề Đảng Nhàn giật giật, có phải cô gái Hứa Ước Ngọc này quá tin người rồi hay không? Nếu như hắn không nể mặt Hứa Ước Ngọc là con gái của chú Hứa, và lại thái độ làm người của cô cũng không quá tệ, thì hắn đã tìm một tên nào đó có nước tiểu màu vàng thật đặc để tè ra một bãi ngay tại đây giúp cô tỉnh táo hơn rồi. Tề Đảng Nhàn hắng giọng một cái rồi nói, không phải đâu, cô đã nghĩ nhiều quá rồi, tôi căn bản không cảm thấy sự chênh lệch như lòng sông so với mặt nước biển gì hết. Hứa Ước Ngọc cũng bĩu môi, cô căn bản không tin vào những lời này, thế nên cô nói, thực ra tôi cũng hiểu là anh đang cảm thấy rất mâu thuẫn mà. Tôi muốn theo đuổi sự tự do của bản thân tôi, nhưng đồng thời tôi cũng không đành lòng khi phải thấy Daddy mệt mỏi như vậy. Nếu như tôi đồng ý gả cho những người như là Lương Kiêu hay Hà Định Khôn thì nhất định tôi sẽ có thể giúp ích cho gia đình tôi rất nhiều, phải không? Tề Đảng Nhàn nói, nếu như cô muốn làm điều gì đó thì cô nên thực hiện điều ấy đi, cô không nên coi gánh nặng của người khác là gánh nặng của mình. Hứa Ước Ngọc mỉm cười rồi nói, thực ra anh là một người rất tốt, anh sẵn sàng ra mặt trên chuyến bay đó, anh không sợ bản thân phải gánh chịu trách nhiệm, anh đã quyết định ra tay cứu người. Tất cả những hành động ấy của anh đều mang lại cho tôi rất nhiều thiện cảm. Chỉ đáng tiếc một điều là thân phận của anh có hơi thấp một chút, gương mặt của anh cũng không phải là mẫu người tôi thích, nếu không thì có lẽ tôi sẽ cân nhắc việc hẹn hò với anh đấy. Tề Đảng Nhàn không nói thêm câu nào nữa, những lời nói này rốt cuộc có nghĩa lý gì không vậy? Anh nên nhớ thật kỹ một điều rằng chúng ta chỉ đang diễn kịch mà thôi. Thế nên anh cũng không cần quá để ý đến sự chênh lệch như lòng sông và mực nước biển giữa thân phận của anh và thân phận của Hà Định Khôn đâu. Tôi nghĩ anh nên cố gắng phấn đấu thật nhiều, thời gian còn dài lắm. Hứa Ước Ngọc vỗ vào vai Tề Đảng Nhàn rồi nói. Tề Đảng Nhàn trợn trắng mắt lên mà liếc nhìn Hứa Ước Ngọc, hắn đã hơi hơi hiểu ra được ẩn ý đằng sau những lời mà Hứa Ước Ngọc vừa mới nói với hắn rồi. Hơn phân nửa là Hứa Ước Ngọc cảm thấy rằng Tề Đảng Nhàn có ý đồ với cô, có thể là ý đồ về mặt tình cảm mà cũng có thể chỉ đơn thuần là vì vật chất, vậy nên hắn mới bị đả kích vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Hứa Ước Ngọc nói với Tề Đảng Nhàn những lời vừa rồi là để hắn buông tha cho những suy nghĩ không thực tế, nói với hắn một cách huyền chuyển và khéo léo rằng tôi và anh không thuộc về cùng một thế giới, bọn họ chỉ đang diễn kịch mà thôi. Hắn không cần phải suy nghĩ quá nhiều làm gì, cũng không cần phải nhập vai quá sâu làm gì. Sau khi suy nghĩ thông suốt, khóe miệng của Tề Đảng Nhàn lại lần nữa giật giật, Hứa Ước Ngọc tin người thì có tin người thật đấy nhưng tính cách của cô thì vẫn tương đối ôn hòa. Nếu như trước đây Kiều Thu Mộng hiền lành và dịu dàng được bằng một nửa Hứa Ước Ngọc thôi, thì nể mặt ân tình của nhà họ Kiều đối với hắn, Tề Đảng Nhàn đã không phải đi đến bước ly hôn với cô ta. Hay! Nên nói như thế nào đây nhỉ, thực ra anh đây lợi hại lắm đấy, nếu không phải có lẽ người của Cục An ninh Quốc gia vẫn còn đang theo dõi tôi thì chắc hẳn tôi đã tiết lộ thân phận thật của bản thân với cô rồi. Tề Đảng Nhàn nở nụ cười đầy bất đắc dĩ, hắn quyết định ngày mai mình sẽ bắt đầu kế hoạch, phải tiếp xúc với Hoàng Văn Lãng trước đã. Sáng hôm sau Tề Đảng Nhàn rời khỏi nhà họ Hứa và đi thẳng một đường đến dinh thự của Hoàng Văn Lãng. Trước khi ra khỏi cửa thì Tề Đảng Nhàn còn được Hứa Ước Ngọc kéo lại dặn dò một câu, cô nói rằng hắn nhớ phải cẩn thận trên đường đi, nếu cảm thấy có gì không đúng thì phải ngay lập tức gọi điện về nhà. Hiển nhiên là Hứa Ước Ngọc vẫn rất lo lắng rằng có thể Lương Kiêu sẽ trả thù Tề Đảng Nhàn. Sau khi tới trước cửa dinh thự của Hoàng Văn Lãng, Tề Đảng Nhàn tình cờ gặp được một đoàn người bước ra từ bên trong. Người dẫn đầu đoàn người đó là một người phụ nữ. Cô ta mặc váy dài của hãng Chanel, dưới chân đi giày cao gót, trên cổ quàng một chiếc khăn lụa màu trắng, bắp chân lộ ra bên dưới lớp váy trắng nõn như tuyết, đường cong cơ thể cũng vô cùng hoàn hảo, cứ như một thanh đao sắc bén có thể cắt vụn trái tim đàn ông ra vậy. Ồ, không ngờ mình lại có thể gặp được người yêu cũ ở đây đấy.
Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà nhe răng ra cười, nhìn về phía người phụ nữ có thể nói là sở hữu cả khí chất lẫn khuôn mặt đều thuộc hàng tuyệt phẩm. Từ Ngạo Tuyết không thể không quay đầu, lại sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì cô ta nhăn mặt nhíu mày. Có chuyện gì thế, Từ tiểu thư? Cấp dưới của cô ta đứng ở bên cạnh đó lên tiếng hỏi. Từ Ngạo Tuyết lắc đầu rồi đáp lại, không có gì, tôi chỉ cảm thấy ánh mắt của cái tên mập mạp đứng ở đằng kia thật là đáng ghét mà thôi. Những người đi theo sau lưng Từ Ngạo Tuyết không nhìn được mà nhìn sang phía Tề Đẳng Nhàn bằng ánh mắt vô cùng khó chịu, nếu như hắn đã khiến cho Từ Ngạo Tuyết cảm thấy đáng ghét thì dĩ nhiên là bọn họ cũng sẽ không thích hắn. Xem ra là mặt trời ở Nam Dương không khiến cho làn da của cô ấy đen đi nhỉ. Tề Đẳng Nhàn cười cười, hắn thầm nghĩ trong lòng như vậy. Hay là tôi chạy sang đó rồi chặt đứt hai chân của cậu ta nhé? Một người hỏi bằng giọng vô cùng lạnh lẽo. Từ Ngạo Tuyết đáp lại, không cần đâu, chắc chắn anh ta tới đây là để xin được gặp thị trưởng Hoàng. Hơn nữa thành phố Hương Sơn cũng không phải là địa bàn của chúng ta, nơi này không thích hợp để ra tay. Từ Ngạo Tuyết quay đầu lại, lần này cô ta nói chuyện với Hoàng Kỳ Bân, Hoàng thiếu gia à, anh chỉ cần tiễn chúng tôi đến đây thôi là được. Hoàng Kỳ Bân gật đầu một cái thật nhẹ rồi trả lời, được, vậy thì xin chúc Từ Tổng Thượng Lộ bình an. Từ Ngạo Tuyết dẫn theo đám cấp dưới lên xe ô tô rồi rời đi. Ngược lại, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy có chút tò mò. Hắn thầm nghĩ trong lòng rằng sau khi xong việc thì hắn phải gọi điện cho Trần Ngư để hỏi xem Từ Ngạo Tuyết chạy đến thành phố Hương Sơn này để làm gì mới được. Hoàng Kỳ Bân đang định xoay người đi vào trong nhà, bỗng nhiên Tề Đẳng Nhàn bước lên phía trước rồi nói, lão Hoàng này, thị trưởng Hoàng có ở nhà không? Cho hỏi anh là, Hoàng Kỳ Bân hỏi rồi quan sát Tề Đẳng Nhàn một lượt từ trên xuống dưới, trong ấn tượng của anh ta chưa từng có một người như vậy. Hồi xưa chúng ta từng là bạn bè thân thiết tắm chung với nhau ở Đông Phương Anh Hoa đấy nhé. Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt rồi nói. Hoàng Kỳ Bân hơi sửng sốt một chút, sau đó anh ta nhanh chóng tỉnh táo lại, không phải đấy chứ. Bây giờ anh đã béo đến mức này rồi cơ à? Tề Đẳng Nhàn đáp lại, chỉ là ngụy trang thôi. Hoàng Kỳ Bân bèn nói, anh cũng to gan thật đấy, thôi theo tôi vào trong nhà đi. Tề Đẳng Nhàn theo Hoàng Kỳ Bân đi vào trong dinh thự, không nhịn được mà hỏi, bố anh vừa mới đến đây đã chuyển vào ở trong một căn nhà to như thế này, ông ấy không sợ bị người ta bảo là cái đồ tham ô à? Bác cả của tôi giàu như thế, bác ấy tặng cho bố tôi một căn biệt thự thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi mà. Việc bố tôi quyết định ở lại đây cũng tương đương với việc ông ấy muốn tuyên bố rằng với mọi người rằng ông ấy không thiếu tiền. Vậy nên tất cả mọi người đừng có tốn công tốn sức đưa tiền cho ông ấy làm gì. Nếu như làm vậy thì có thể tránh được rất nhiều điều phiền phức đấy. Tề Đẳng Nhàn bèn gật đầu, cũng phải thôi, Hoàng Văn Đào chính là ông trùm xưng bá một phương, ông ta có rất nhiều tiền, đến cả sinh nhật của Hoàng Tình Ca mà ông ta cũng phải thuê một chiếc du thuyền sang trọng thật to để chở các khách mời đi du lịch trên đại dương nữa chứ. Đúng lúc đó bọn họ bắt gặp Hoàng Tình Ca đang bước ra ngoài. Cô ấy mặc một chiếc áo ngắn bó sát màu trắng, bên dưới phối với quần jean ngắn và đôi giày cũng màu trắng, cả người toát lên hơi thở thanh xuân đầy hoạt bát. Anh ơi, đây là ai thế, người ta lại tìm đến xin được gặp bố đấy à? Hoàng Tình Ca vừa cười vừa hỏi, có thể nhận thấy rằng bây giờ cô ấy rất sáng sủa vui tươi, đúng là khác hẳn so với ngày xưa. Đây là cái tên người tình trong mộng mà em ngày đêm mơ tưởng chứ còn ai nữa? Hoàng Kỳ Bân trả lời. Hoàng Tình Ca liếc mắt nhìn bọn họ rồi nói, còn lâu em mới thích người mập như thế này nhé. Với lại, em cũng không thèm thích cái đồ đàn ông đi trung tâm massage cùng với anh đâu. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà tỏ ra ngượng ngùng, rõ ràng ông đây đến trung tâm massage là để thắt chặt tình hữu nghị cơ mà, hắn chỉ đơn thuần gọi kỹ thuật viên đến đấm bóp cho mình thôi, đâu có giống như Hoàng Kỳ Bân. Đến tận bây giờ mà ở Đông Phương Anh Hoa vẫn còn lan truyền một truyền thuyết. Bọn họ nói rằng người bạn đã tới cùng Hoàng thiếu gia có vấn đề ở chỗ bí mật, thế nên cả đêm hắn chỉ nằm im một chỗ để người ta massage cho mình chứ không làm gì khác. Hoàng Kỳ Bân tỏ ra vô cùng xấu hổ, anh ta kéo Tề Đẳng Nhàn đi vào bên trong rồi nói, vào đây vào đây. Bọn họ gõ cửa phòng làm việc, sau đó giọng nói có vẻ không vui của Hoàng Văn Lãng vọng ra ngoài, A Bân, không phải bố đã nói là hôm nay bố không tiếp khách nữa sao?
À Bân, anh chính là thiếu niên đó đấy à? Cái hồi tôi vẫn còn phải trực đêm ở nhà tù U Đô, chính anh là người đã cùng tôi vượt qua những đêm dài vừa cô đơn vừa buồn tẻ. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà nói bằng vẻ mặt khiếp sợ. Khuôn mặt của Hoàng Kỳ Bân lập tức đen như đít nồi, anh ta nói, anh cút ngay đi. Tôi không biết sách vở gì hết. Tề Đẳng Nhàn lại nói, thôi đi, anh còn bảo anh không biết võ công nữa à? Tôi đã nhắc đến sách vở gì đâu. Biểu cảm trên mặt Hoàng Kỳ Bân trở nên cứng ngắc, cái tên này đúng là càng ngày càng đê tiện. Hoàng Văn Lãng bước ra cửa phòng làm việc, ông ta cau mày, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm, có vài phần khí chất giống như đại tướng quân trấn thủ ở nơi biên ải vậy. Tề Đẳng Nhàn giơ tay lên lau mặt, xương khớp khắp người hắn phát ra những tiếng rốp rốp, khí huyết phình lên để lấp đầy da thịt cũng dần dần xẹp xuống, ngoại hình của hắn dần dần trở lại như lúc ban đầu. Cái này, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Hoàng Văn Lãng vô cùng hoảng sợ, ông ta cho rằng mình đã nhìn thấy yêu quái, nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Tề Đẳng Nhàn thì ông ta lại càng hoảng sợ hơn. Tề Đẳng Nhàn quay mặt về phía Hoàng Văn Lãng rồi mỉm cười, giơ tay ra và nói, lâu rồi không gặp nhỉ, thị trưởng Hoàng. Hoàng Văn Lãng lấy lại tinh thần, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nói, Tề đại sư, thì ra là cậu à. Có điều cậu cũng to gan thật đấy. Cậu đã gây ra chuyện lớn như vậy mà còn dám tới gặp tôi sao, chẳng lẽ cậu không sợ tôi sẽ bắt giam cậu? Tề Đẳng Nhàn cười ha ha mấy tiếng rồi nói, thị trưởng Hoàng là người có khả năng nhìn thấu sự việc, tôi tin là trong lòng ông cũng có chính nghĩa. Nếu như không phải vậy thì tôi cũng sẽ không tìm đến ông làm gì. Hoàng Văn Lãng giơ tay mời Tề Đẳng Nhàn vào trong, sau đó nói, vào trong nói chuyện đi, A Bân, pha trà. A Bân à, Tề Đẳng Nhàn quay mặt về phía Hoàng Kỳ Bân rồi mỉm cười. Đành phải làm phiền anh rồi. Hoàng Kỳ Bân chỉ muốn đấm vỡ cái đầu chó của Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức, bà nội hắn chứ, ghê tởm chết đi được. Tề Đẳng Nhàn ngồi xuống chiếc sofa nhỏ được đặt trong phòng làm việc, quan sát khắp hai bên trái phải một lượt rồi nói, xem ra nơi này của thị trưởng Hoàng đã được cao nhân chỉ điểm nhỉ, tất cả mọi thiết kế và bố cục đều rất hợp phong thủy. Ha ha ha, Tề đại sư cũng có hiểu biết về phong thủy sao? Hoàng Văn Lãng hỏi. Tôi chỉ hiểu sơ sơ một chút thôi, hơn nữa tôi còn cực kỳ mẫn cảm đối với từ trường, nhưng mà từ trường ở trong căn phòng làm việc này lại khiến cho tôi cảm thấy rất thoải mái. Tề Đẳng Nhàn đáp lại. Từ sau khi võ công của Tề Đẳng Nhàn trở nên thông thạo, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được một loại từ trường kỳ diệu xuất phát từ trời đất. Thực ra phong thủy cũng chỉ là thông qua việc bố trí và sắp xếp các loại công trình kiến trúc để tạo ra từ trường có hiệu quả giúp cho người ở bên trong công trình kiến trúc đó được bình an. Hoàng Kỳ Bân mang trà vào bên trong, sau đó Hoàng Văn Lãng lại quay sang nói với anh ta, được rồi, con cứ đi ra ngoài trước đi. Đùa nhau đấy à, Hoàng Kỳ Bân không nhịn được mà thầm oán trách một câu trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Sau khi cánh cửa phòng làm việc đã khép lại, Hoàng Văn Lãng bèn hỏi, Tề đại sư à, tình hình của cậu hiện giờ rất nguy hiểm phải không? Vậy mà cậu còn chạy đến tận thành phố Hương Sơn này để tìm tôi, không biết là cậu có chuyện gì cần giúp đỡ? Dĩ nhiên là Hoàng Văn Lãng sẽ không cho rằng Tề Đẳng Nhàn rảnh rỗi tới mức không có chuyện gì cũng tới tìm ông ta, dù sao thì hiện giờ tất cả mọi người trên khắp quốc gia này đều đang truy bắt hắn. Lẽ ra thị trưởng Hoàng vốn sẽ được thăng chức lên làm chủ tịch tỉnh, tiếp nhận vị trí của Dương Lệnh Quang tiên sinh nhỉ. Vậy mà lần thăng chức này của ông lại đưa ông tới tận thành phố Hương Sơn. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười rồi nói. Hoàng Văn Lãng gật đầu và nói thêm, lẽ ra ban đầu tôi sẽ thăng chức trong nội bộ tỉnh Đông Hải thôi, sau khi làm phó chủ tịch vài năm thì sẽ trở thành chủ tịch tỉnh. Tề Đẳng Nhàn lại nói. Nhưng rõ ràng là phe đối địch không đồng ý với quyết định đó nên mới bổ nhiệm ông đến thành phố Hương Sơn này. Hoàng Văn Lãng than thở một câu, đúng vậy, dù sao bọn họ đẩy tôi đi xa như thế này cũng là để làm lợi cho bản thân mình mà. Tề Đẳng Nhàn hỏi, nhưng có vẻ đối với ông mà nói thì những công việc ở thành phố Hương Sơn bây giờ khá là khó thực hiện đúng không? Hiển nhiên là Hoàng Văn Lãng bị bổ nhiệm đến thành phố Hương Sơn là vì phe đối địch không muốn để cho cây rễ mà ông ta đã cắm xuống tỉnh Đông Hải suốt bao nhiêu năm qua tiếp tục phát triển rộng rãi thêm nữa. Ở thành phố Hương Sơn này có rất nhiều người ngọa hổ tàng long, lại có thêm nhà họ Hà là đối thủ một mất một còn,
Hoàng Văn Lãng không thể thuận lợi thực hiện hết tất cả những công việc mà ông ta cần làm. Quả thực thành phố Hương Sơn là một nơi có rất nhiều nguy hiểm, nhưng đồng thời cơ hội mà nó đem lại cũng là rất lớn. Nếu như Hoàng Văn Lãng có thể xây dựng được sự nghiệp to lớn ở đây thì danh tiếng của ông ta sẽ cao hơn nhiều so với cái thời mà ông ta còn ở tỉnh Đông Hải. Có điều, chỉ cần trượt chân một lần thôi, ông ta cũng có thể mang theo mình một mối hận ngàn năm chưa giải được hết. Ông ta sẽ bị gắn cái mác không có năng lực trên người, cũng đồng nghĩa với việc cuộc đời này của ông ta đã chấm dứt. Hình như Tề đại sư hiểu rất rõ vấn đề nhỉ, mọi chuyện đúng như những gì cậu vừa mới nói đấy. Những người đó biết rằng nhà họ Hà vốn là địch thủ không đội trời chung với nhà họ Hoàng chúng tôi, cũng vì thế nên bọn họ mới bổ nhiệm tôi đến thành phố Hương Sơn, tình huống ở nơi này vô cùng phức tạp, hơn nữa lại có nhà họ Hà chống đối. Tôi đã tới đây được một khoảng thời gian rồi nhưng chưa làm được gì ra hồn hết. Hoàng Văn Lãng nói bằng giọng lạnh lùng, vẻ mặt của ông ta cũng có chút bất đắc dĩ. Ban nãy tôi vừa mới nhìn thấy Từ Ngạo Tuyết, cô ấy đến đây gặp ông để làm gì vậy? Tề Đảng Nhàn không nhịn được mà hỏi. Cô ấy muốn tôi giúp cô ấy tìm cách nhập khẩu một lượng lớn thuốc dùng cho quân đội từ phía các xí nghiệp thuốc của thành phố Hương Sơn. Hoàng Văn Lãng cũng không hề giấu giếm mà kể lại tất cả cho Tề Đảng Nhàn. Tề Đảng Nhàn híp mắt, mỉm cười rồi nói, bây giờ Từ Ngạo Tuyết đang làm ăn khá lớn ở Nam Dương, có vẻ như cô ấy cũng tương đối thân thiết với một số nhân vật quân phiệt thì phải. Nhưng Cục Y tế ở Nam Dương lại siết chặt nguồn cung cấp các loại thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau, bọn họ sẽ không cung cấp bất cứ thứ gì cho cô ấy. Vậy nên cô ấy bèn đổi hướng sang tìm kiếm lời giải ở thành phố Hương Sơn sao? Hoàng Văn Lãng cũng nói, có một điều làm tôi thắc mắc, đó là vì sao cô ấy lại không chuyển hướng cuộc làm ăn này sang phía nhà họ Triệu, với năng lực của nhà họ Triệu thì bọn họ có thể dễ dàng mở đường cho cô ấy mà. Tề Đảng Nhàn nở nụ cười rồi nói, có thể là do cô ấy không muốn vận mệnh của bản thân bị nhà họ Triệu chi phối thì sao? Đối với người trong quân đội thì những loại thuốc đặc biệt như thế này chính là thứ có thể cứu mạng bọn họ. Cô ấy tới xin nhà họ Triệu giúp mình lấy thuốc, vậy thì cũng đồng nghĩa với việc cô ấy đang chuẩn bị chắp tay nhường lại mối quan hệ tốt đẹp với những nhân vật quân phiệt kia cho nhà họ Triệu. Tuy rằng IQ của Tề Đảng Nhàn rất thấp nhưng IQ của hắn thì lại rất cao, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút là đã hiểu được ngay rằng Từ Ngạo Tuyết có mục đích gì. Từ sau những hành động của nhà họ Triệu, Từ Ngạo Tuyết bị chèn ép nặng nề, cũng vì thế nên cô ta nảy sinh sự bất mãn vô cùng sâu sắc. Từ Ngạo Tuyết đã làm một giao dịch với Tề Đảng Nhàn để hắn giúp cô ta đi tới Nam Dương, sau đó cô ta sẽ đâm cho nhà họ Triệu một nhát dao sau lưng vào thời điểm quyết định. Hừm, nói cách khác là mối quan hệ giữa cô ấy và nhà họ Triệu thực sự không hòa thuận như lời đồn sao. Tôi còn tưởng là cô ấy đang toàn tâm toàn ý làm việc ở Nam Dương để phục vụ cho nhà họ Triệu đấy. Hoàng Văn Lãng nói như có điều suy nghĩ. Nhà họ Triệu đã chèn ép cô ấy quá nhiều lần, trước đây bọn họ còn định ép buộc cô ấy gả cho một người nào đó nữa, có lẽ là bọn họ đã chạm đến lòng tự ái của cô ấy rồi. Tề Đảng Nhàn cười cười rồi nói. Có điều, nếu như xét trên lĩnh vực khiến cho Từ Ngạo Tuyết tức giận thì Tề Đảng Nhàn mới là người lợi hại nhất. Sau khi nghe xong những lời ấy, Hoàng Văn Lãng mỉm cười rồi nói, cách làm việc của nhà họ Triệu xưa nay vẫn quá mức bá đạo, bọn họ không cho phép người khác được tự do, cũng không để ý gì đến tôn nghiêm của người khác. Nếu như Từ Ngạo Tuyết đã có thể chạy sang Nam Dương gây dựng sự nghiệp thì việc cô ấy nảy sinh suy nghĩ muốn phản bội bọn họ cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Tề Đảng Nhàn nói, trước hết ông đừng đồng ý với lời đề nghị của cô ấy vội. Hoàng Văn Lãng gật đầu rồi đáp lại, được thôi. Bây giờ chúng ta cũng nên nói đến vấn đề chính rồi, rốt cuộc cậu đến tìm tôi với mục đích gì thế? Đương nhiên là tôi muốn lôi kéo thị trưởng Hoàng ủng hộ tôi rồi. Tôi đang chuẩn bị thanh lý phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn, giao vị trí đà chủ cho người khác đảm nhận. Tề Đảng Nhàn cười ha ha rồi nói. Đó không phải là một chuyện dễ dàng đâu, Trần Bá Hạ đã đảm nhận chức đà chủ của phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn rất nhiều năm rồi. Ảnh hưởng của ông ta đối với nơi này là rất lớn, nghĩa là ông ta cũng cực kỳ khó đối phó đấy. Hoàng Văn Lãng trầm tư một lát rồi nói như vậy. Tề Đảng Nhàn lại nói, cho dù có khó đối phó đến mức nào thì tôi cũng phải chơi chết ông ta mới được. Phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn và Hồng Bang chi nhánh thành phố Hương Sơn tổ chức đại hội võ đạo,
bọn họ muốn tập hợp các cao thủ võ học ở phương Nam lại để cùng nhau truy tìm và trừng phạt tôi, đương nhiên là tôi không thể ngồi im rồi trơ mắt ra nhìn bọn họ làm như thế. Hoàng Văn Lãng bèn nói, vậy thì cậu cũng phải tìm ra một người thật tốt để thay thế vị trí của Trần Bá Hạ mới được. Tề Đẳng Nhàn trả lời, tôi đã tìm được người đó rồi, là Hứa Trường Ca, người đã sáng lập ra tập đoàn đầu tư Hứa Thị. Hai hôm nay tôi đã ở lại trong nhà ông ấy, tuy khoảng thời gian không phải là lâu nhưng tôi có thể nhận ra rằng con người của ông ấy thực sự không hề tệ. Hoàng Văn Lãng không có căn cơ gốc rễ ở thành phố Hương Sơn, hiện giờ ông ta đang không còn đường xoay sở, ông ta chỉ ước gì Tề Đẳng Nhàn tới đây gây rối ấy chứ. Sau khi nghe Tề Đẳng Nhàn nói rằng hắn muốn động tay vào phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn, Hoàng Văn Lãng thầm cười tâu toét trong lòng. Hứa Trường Ca sao, danh tiếng của người này ở thành phố Hương Sơn không phải là quá lớn nhưng lại khá tốt đẹp, có điều dù sao thì ông ta cũng không đến từ gia tộc có vị trí quan trọng, cậu liệu có thể nâng đỡ ông ta lên vị trí đó được không? Hoàng Văn Lãng hỏi, vẫn có chút nghi ngờ. Chỉ cần tôi muốn nâng đỡ ông ta thì ông ta sẽ có thể đặt chân lên vị trí đó. Tề Đẳng Nhàn cũng rất bình tĩnh đáp lại bằng vẻ mặt cực kỳ tự tin. Những lời mà Tề Đẳng Nhàn vừa mới nói khiến cho Hoàng Văn Lãng á khẩu không biết trả lời như thế nào, ông ta cũng không thể tìm được bất cứ lý do gì khác để phản bác lại hắn. Dù sao ngay cả một cô gái bé nhỏ bị nhà họ Dương ở Ma Đô chèn ép nặng nề tới mức không thể ngẩng đầu lên được như Dương Quan Quan mà cuối cùng cũng có thể xoay người biến thành chủ nhân, nắm chắc toàn bộ nhà họ Dương trong lòng bàn tay cơ mà. May mắn của bọn họ chính là được gặp một con người lợi hại như Tề Đẳng Nhàn. Hoàng Văn Lãng cười ha ha mấy tiếng, sau đó nói, những lời vừa rồi của Tề Đại Sư quả thực là tràn đầy tự tin. Có điều tôi cũng tin tưởng rằng Tề Đại Sư là người có đủ năng lực để làm như vậy. Nếu như cậu đã nói đến mức này rồi thì tôi đây cũng đành phải góp một phần sức lực vậy, tôi sẽ cố gắng nâng cao danh tiếng của cái người tên là Hứa Trường Ca kia. Chờ đến khi cậu đã thanh toán được phân đà Long Môn chi nhánh thành phố Hương Sơn, nâng đỡ Hứa Trường Ca lên chức vị đà chủ thì mọi người cũng sẽ nể phục ông ta hơn một chút. Tề Đẳng Nhàn lại hỏi, tình hình của nhà họ Hà hiện nay là như thế nào? Hoàng Văn Lãng bèn đáp, nhà họ Hạ tạm thời vẫn còn tương đối im hơi lặng tiếng, bọn họ chưa bắt đầu bất kỳ xung đột nào với gia đình tôi, tất cả mọi người đều án binh bất động. Có điều tôi có linh cảm là sớm muộn gì thì hai bên cũng sẽ phải có lúc đụng chạm nhau thôi. Nhà họ Hà và nhà họ Hoàng xưa kia vốn là bạn bè của nhau, bây giờ lại trở thành địch thủ không đội trời chung, thậm chí lúc trước nhà họ Hà còn gửi quan tài đến làm quà chúc mừng vào ngày sinh nhật của Hoàng Tình Ca, có thể thấy bọn họ thực sự rất quá đáng. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc bàn luận với Hoàng Văn Lãng về thế cục ở thành phố Hương Sơn hiện giờ, cũng nói cho ông ta biết một số dự định sắp tới của hắn. Hoàng Văn Lãng ngồi nghe rất chăm chú. Thực ra ông ta cũng muốn mượn tay một thế lực bên ngoài cường đại như Tề Đẳng Nhàn để gây ra sóng gió tại thành phố Hương Sơn, nhằm mục đích giúp cho ông ta nhân cơ hội tìm cách đứng vững gót chân tại nơi này. Ông hãy nâng đỡ Dương Quan Quan đi, cô ấy là người của tôi, hơn nữa thực lực của cô ấy ra sao thì tất cả mọi người đều đã biết. Vốn dĩ căn cơ của nhà họ Dương ở Ma Đô là cực kỳ sâu nặng, cho dù bọn họ đã bị tập đoàn tài chính Đông Liên chém một đao, cũng đã đánh mất rất nhiều quyền lực. Nhưng việc tham gia vào hạng mục xây dựng đường ống dẫn khí xuyên quốc gia lại giúp cho bọn họ hồi phục lại không ít. Tề Đẳng Nhàn lại nói, hơn nữa, trang sức Trần Thị là sản nghiệp của nhà họ Trần tại Nam Dương cũng có một chi nhánh nhỏ tại thành phố Hương Sơn này, bọn họ có ý định thâm nhập vào thị trường nội địa, vậy nên ông có thể hỗ trợ cho bọn họ. Hai người nói chuyện với nhau tới tận khi xế chiều, đến giờ cơm tối mới dừng lại. Tề Đẳng Nhàn cũng đã nhận được rất nhiều tin tức sau khi trao đổi với Hoàng Văn Lãng, hắn đã nghĩ ra một biện pháp tuyệt hảo để khiến cho nhà họ Hà suy yếu hơn. Hiện giờ thì Đồ Phu lấy Quang Dương làm gốc rễ, hắn ta đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ ở vùng Tam Giác Độc, lại kết hợp với danh tiếng của hắn ta từ trước, rất nhiều người vừa nghe đến tên hắn ta đã sợ đến nỗi mất mật. Nhà họ Hà cũng có sản nghiệp kinh doanh vàng bạc và trang sức, đây chính là một cơ hội tốt do trời cao ban xuống. Cha, bố ơi, bố nói chuyện với ai mà lâu thế hả bố? Đến giờ cơm rồi đấy bố ạ. Hoàng Tình Ca không nhịn được mà chạy tới gõ cửa phòng làm việc. Cánh cửa phòng làm việc mở ra, Hoàng Tình Ca nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang ngồi ở bên trong, nhất thời hai mắt cô ấy sáng rực lên,
Tề Đẳng Nhàn, lâu lắm rồi không gặp. Anh có nhớ tôi không thế? Anh đến đây lúc nào vậy không biết? Hoàng Văn Lãng không nhịn được mà tằng hắng một cái rõ to, con gái con đứa, sao có thể lộ liễu như vậy được cơ chứ? Ban nãy chúng ta vừa mới gặp nhau còn gì, cô còn nói là cô không thích người mập, không thích cái đồ đàn ông đi trung tâm mát xa nữa. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm rồi nói. À, nghe Tề Đẳng Nhàn nói vậy, mặt của Hoàng Tình Ca hơi đỏ lên. Hoàng Văn Lãng nói xen vào giữa bọn họ, ăn cơm trước đã, cơm nước xong xuôi rồi chúng ta lại trò chuyện tiếp. Tình Ca à, còn đừng mơ tưởng đến cậu ta nữa, nghe bố, hãy tìm người khác mà thích đi. Sau khi Tề Đẳng Nhàn đã rời đi, Hoàng Văn Lãng vỗ vỗ vai Hoàng Tình Ca rồi nói ra những lời hết sức thấm thía. Hoàng Tình Ca thở dài rồi hỏi, vì sao ạ? Hoàng Văn Lãng trả lời, hiện nay cậu ta đang phải gánh chịu một tội danh quá lớn, bố không thể giúp ích được gì cho cậu ta đâu, hơn nữa những trách nhiệm mà cậu ta phải mang cũng quá nặng nề, rồi cậu ta sẽ khiến con bị tổn thương đấy. Hoàng Tình Ca nhún nhún vai với vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Cô ấy nói, quan trọng nhất là anh ta còn không thích con nữa, anh ta thả tới trung tâm mát xa chứ không chịu đi hẹn hò với con. Chấm chấm chấm. Hoàng Văn Lãng cũng không còn lời nào để nói nữa rồi. Sau khi ra khỏi dinh thự của nhà họ Hoàng, Tề Đẳng Nhàn cũng quay về với dáng vẻ mập mạp lúc trước. Hoàng Kỳ Bân chứng kiến cảnh tượng ấy thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, anh ta nói, người anh em này, bản lĩnh này của anh đúng là lợi hại thật đấy. Hình như có vẻ hơi giống với 36 phép thần thông như ý của bên phía đạo gia đấy nhỉ. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười đáp lại, coi như cũng tạm được thôi. Khụ, mà dù là vị trí nào thì anh cũng bơm phồng lên được phải không? Hoàng Kỳ Bân tò mò hỏi. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà nhìn Hoàng Kỳ Bân bằng ánh mắt kỳ quái, tôi nghi ngờ là anh đang ám chỉ mấy chuyện bậy bạ linh tinh đấy nhé. Hoàng Kỳ Bân cười ha ha mấy tiếng, sau đó nói. Rốt cuộc là anh có làm được hay là không thế, nếu như anh có thể làm được thật thì tôi sẽ bái anh làm thầy của tôi. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, không được đâu. Nhất thời Hoàng Kỳ Bân có vẻ hơi thất vọng, anh ta gạt bỏ ý định ban nãy, vậy thì dùng làm cái bíp gì nữa chứ, thôi tôi không học nữa đâu, không có nghĩa lý gì hết. Đi nào, để tôi dẫn anh đi tham quan một số các trung tâm massage ở thành phố Hương Sơn, có một cái trung tâm massage tên là Đảo Kim Ngân nữa đấy, úi trời ơi. Nếu đến đó thì cho dù là đàn bà con gái thuộc quốc gia nào đi chăng nữa anh cũng sẽ gặp được hết. Tề Đẳng Nhàn nhìn Hoàng Kỳ Bân bằng ánh mắt có vài phần bất đắc dĩ, sau đó mỉm cười rồi nói, thiếu niên A Bân này, sao cứ động một chút là anh lại đòi đi trung tâm mát xa thế hả? Với bản lĩnh của anh thì chắc hẳn có muốn chơi mấy cô đại minh tinh hay là vài cô người mẫu đứng đầu trong giới cũng không thành vấn đề cơ mà. Hoàng Kỳ Bân bèn lắc đầu đáp lại. Như vậy thì có khác gì dựa vào danh tiếng của bố tôi để đi làm sằng làm bậy đâu. Tôi là một con người rất có nguyên tắc đấy nhé, nếu như đến trung tâm massage để hưởng thụ thì sẽ không cần phải chịu trách nhiệm gì cả, hai bên thỏa thuận xong xuôi với nhau rồi tiền trao cháo múc thôi, thậm chí còn có thể xúc tiến phát triển kinh tế nữa kìa kìa. Nếu mà tôi làm giống như những gì anh nói thì chuyện đó lại liên quan đến vấn đề tác phong, sẽ để lại hình tượng không tốt đẹp. Tề Đẳng Nhàn nói, ồ. Tôi sẽ giác ngộ tư tưởng này. Hoàng Kỳ Bân có vẻ đắc ý, còn không mau nhìn lại một chút xem anh đây là ai cơ chứ. Tề Đẳng Nhàn lại nói thôi, anh thích đến trung tâm massage thì cứ đến trung tâm massage đi, xúc tiến phát triển kinh tế cái mẹ gì đó, tôi thì thế nào cũng được. Tề Đẳng Nhàn không hề thấy phản cảm đối với việc Hoàng Kỳ Bân thích đi đến trung tâm massage, trái lại hắn còn cảm thấy cách suy nghĩ này của anh ta rất không tồi. Tề Đẳng Nhàn theo Hoàng Kỳ Bân tới đảo Kim Ngân để mở mang vốn kiến thức, cái tên đảo Kim Ngân của trung tâm massage này cũng không hề khoa trương một chút nào, số tiền mà khách hàng phải chi tiêu mỗi lần tới đây hưởng thụ cũng có thể so sánh với vàng ròng và bạc trắng. Gọi một bàn là 300, thuê một phòng là 600, phí phục vụ thì cao hơn, thấp nhất là 3.000 một gói. Hoàng Kỳ Bân có cổ phần trong tập đoàn của bác cả anh ta là Hoàng Văn Đào. Nhờ thế nên số hoa hồng mà Hoàng Kỳ Bân được chia cho mỗi tháng cũng không phải là ít, hơn nữa bản thân anh ta cũng rót vốn đầu tư vào một số hạng mục nhỏ, mỗi tháng kiếm được cả triệu tiền mặt cũng không phải là vấn đề gì quá mức to tát. Tề Đẳng Nhàn trơ mắt nhìn Hoàng Kỳ Bân dùng mấy vạn để gọi hai cô kỹ thuật viên đứng đầu bảng xếp hạng ra bóp chân cho anh ta,
quả thực anh ta không hề có một chút gánh nặng nào về tiền bạc trong lòng. Những kỹ thuật viên đến từ nước Kiệt Bành là được hoan nghênh nhất, cũng đâu còn cách nào khác cơ chứ. Phụ nữ của quốc gia này không những sở hữu một vầng hào quang quyến rũ vô cùng đặc biệt mà bản thân tính cách của bọn họ cũng là cực kỳ dịu dàng và ngoan ngoãn. Tề Đảng Nhàn thì gọi một người đến từ nước Kiệt Bành và một người là người bản địa của thành phố Hương Sơn. Hai kỹ thuật viên im lặng nhìn Tề Đảng Nhàn. Cô, bóp chân trái. Cô, bóp chân phải. Tề Đảng Nhàn nằm phịch ra ghế sofa rồi quay mặt về phía hai cô kỹ thuật viên xinh đẹp tuyệt trần mà nói. Trong mắt của hai người bọn họ suýt thì lọt ra ngoài rồi rơi cả xuống đất, đừng bảo là cái tên mập này có bệnh tật gì đó đấy nhé, không lẽ hắn tiêu tốn hơn 2 vạn chỉ để thuê các cô bóp chân cho hắn thôi sao? Tề Đảng Nhàn không nhịn được mà hơi nhíu mày một chút, hừ, chỉ có vậy thôi, thành phố Hương Sơn vẫn là một đô thị giao thoa với quốc tế, trình độ và kỹ thuật bóp chân của mấy cô này còn thua xa so với người ở phương Đông Anh Hoa tại thành phố Trung Hải. Có điều, làm gì có người đứng đắn nào mà lại tới trung tâm massage để được xoa bóp chân cơ chứ? Nhị đương gia là một con người từng trải, dù sao Tề Đảng Nhàn cũng đã từng nói với Trần Ngư rằng người đứng đắn thì không nhìn vào tất da chân màu đen, cho dù có cầm tay hắn đặt lên đó thì cũng vậy thôi, chắc chắn hắn là một người đứng đắn rồi. Nếu như Trần Ngư vẫn còn không tin thì Tề Đảng Nhàn có thể kéo hai cô kỹ thuật viên massage này đi theo làm nhân chứng chứng minh cho sự trong sạch của hắn. Cao Kiều, thái tử gia của chúng ta gọi cô sang phục vụ cho ngài ấy. Đúng lúc đó, cửa phòng bỗng nhiên bị một ai đó đạp một cú mở toang ra. Còn may là tốt xấu gì thì Tề Đảng Nhàn cũng chưa tặng cô em đến từ nước Kiệt Bành này cho Hoàng Kỳ Bân, nếu không thì cảnh tượng này có thể sẽ dọa cho Hoàng Kỳ Bân sợ hãi đến mức tè cả da quần mất thôi. Cô kỹ thuật viên đến từ nước Kiệt Bành tên là Cao Kiều lại càng sợ hãi hơn thế nữa. Cô ta vội vàng nói, tôi đang xoa bóp cho một vị khách hàng khác rồi ạ. Thái tử gia bảo cô đi thì cô cứ đi đi, sao lại nói nhảm nhiều quá vậy? Vị khách hàng này của cô là cái thá gì cơ chứ, hắn ta có thể so sánh được với thái tử gia sao? Nhất thời người đàn ông cao to vừa mới đạp cửa nói bằng giọng điệu vô cùng bất mãn. Nhưng mà người ta đã thanh toán đầy đủ rồi ạ, vẫn chưa hết thời gian mà. Cao Kiều lại nói, có chút lúng túng. Người đàn ông cao to bèn nhướng mày, lập tức móc từ trong túi áo ra một xấp tiền dày cộp rồi ném bộp một cái lên trên giường, sau đó hắn ta quay mặt sang phía Tề Đảng Nhàn rồi nói, này anh bạn ạ, số tiền kia là để bồi thường cho anh nhé, còn cô này thì tôi xin phép đưa đi. Chứng kiến cảnh tượng đó, Cao Kiều cũng đành phải buông chân trái của Tề Đảng Nhàn ra rồi chuẩn bị đứng dậy đi theo hắn ta. Vậy mà Tề Đảng Nhàn lại chậc một tiếng với vẻ cực kỳ bất mãn. Hắn nói cô đừng có mà ngừng xoa bóp. Đang đến lúc thoải mái nhất cơ mà. Cao Kiều không dám nói thêm một câu nào nữa, cô ta lại tiếp tục nâng chân của Tề Đảng Nhàn lên. Người đàn ông cao to vừa mới đạp cửa híp hai mắt lại rồi bước tới, hắn ta cười lạnh một tiếng, ê anh bạn kia, nếu cứ tham lam không biết điểm dừng như thế này thì coi chừng rồi sẽ có ngày anh bạn chết vì no căng bụng đấy. Tôi cho cậu 30.000 là đủ để cậu thuê thêm một người khác rồi. Cậu không cần phải ra vẻ làm màu khoe mẽ ở trước mặt tôi đâu, cẩn thận tôi đập cho chết tươi bây giờ. Tề Đảng Nhàn ngáp một cái rõ to, sau đó hắn chỉ tay ra phía cửa rồi nói, anh nói xong chưa? Nói xong rồi thì anh cút đi hộ tôi cái, thái tử gia gì gì đó của các anh mà muốn thuê cô kỹ thuật viên tôi đang gọi bây giờ thì cứ đợi đến khi nào gói phục vụ của tôi hết thời gian rồi hắn tính tiếp nhé. Sau khi nghe xong những lời ấy, người đàn ông cao to không nhịn được mà tỏ ra cực kỳ mất kiên nhẫn, hắn ta quát lên, cái thằng danh con chết tiệt kia, mày dám nói chuyện với tao như thế cơ à? Tề Đảng Nhàn bèn tiện tay nhặt 30.000 trên giường lên rồi đưa cho mỗi cô kỹ thuật viên 10.000, lại còn nói thêm, lát nữa sau khi gói phục vụ của tôi kết thúc thì các cô nhớ gọi thêm một người nữa nhé, còn bây giờ thì cứ để cái người thái tử ra gì gì đó kia từ từ mà đợi. Hai cô kỹ thuật viên đều sợ hãi đến mức không dám hé răng nói một lời nào, đương nhiên là bọn họ biết thái tử gia mà người đàn ông cao to kia vừa mới nhắc đến là người ra sao. Đó chính là con trai của đại ca bang phái Hòa Liên Thắng đấy, trung tâm massage tên đảo Kim Ngân này nằm dưới sự bảo kê của bang Hòa Liên Thắng, có ai mà dám chọc vào thái tử gia cơ chứ? Mày muốn chết đấy à? Người đàn ông cao to nhíu mày lại thật chặt. Ngay lập tức hắn ta vươn tay ra với ý định bóp cổ Tề Đảng Nhàn đang nằm thẳng trên giường massage.
Tề Đẳng Nhàn vẫn cứ nằm đó mà không thèm nhúc nhích, hắn chỉ nâng tay phải lên giữa không trung, bộp một tiếng, bàn tay phải đó chụp mạnh lấy tay của người đàn ông cao to, hắn mỉm cười và nói, mày đi ăn cứt đi. Những ngón tay của Tề Đẳng Nhàn khẽ cử động, một tiếng răng rắc vang lên, xương cổ tay của người đàn ông cao to vỡ vụn ra ngay lập tức, bàn tay của hắn ta cũng bị bẻ ngược lại, trông vặn vẹo và thê thảm không sao tả được. Cuối cùng Tề Đẳng Nhàn tiện tay đẩy nhẹ một cái, người đàn ông cao to gào lên thảm thiết, sau đó hắn ta ngã vật xuống sàn, vừa ôm lấy tay của bản thân vừa đau đớn lăn qua lăn lại liên tục trên mặt đất. Bây giờ đã là xã hội hiện đại rồi mà còn thái tử ra cái quái gì nữa chứ, con mẹ nó trẻ trâu không chịu được. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, hắn lại quay mặt sang nhìn hai cô kỹ thuật viên đang sợ ngây người mà bĩu môi nói, các người đẹp à, mấy cô đừng có ngây ra đó nữa, tiếp tục đi. Hai cô kỹ thuật viên nhanh chóng tỉnh táo lại, bọn họ vội vàng tiếp tục mát xa chân cho Tề Đẳng Nhàn, chỉ có điều lần này bọn họ đã giật mình hoảng sợ nên vì thế mà sức lực trên tay tăng lên không thể kiểm soát. Nếu như đối tượng mà bọn họ đang phục vụ là một người bình thường thì chỉ sợ người đó sẽ bị đau đớn đến mức phải hét lên. Nhưng Tề Đẳng Nhàn thì lại là người da dày thịt béo, hắn mạnh mẽ chỉ cần dồn một chút sức lực vào hai chân thôi là giày của hắn sẽ bị rách nát ngay, cho dù bọn họ có dùng lực mạnh hơn cả như vậy nữa thì hắn cũng có thể chấp nhận được. Cuối cùng người đàn ông cao to kia cũng đứng lên được, hắn ta giận dữ nói, thằng chết tiệt kia, mày cứ nằm mà đợi ở đây đi. Một lát nữa sẽ có người đến chém chết mày. Sau khi nói xong những lời này, hắn ta vội vã chạy ra khỏi căn phòng. Cái thằng dở hơi kia vừa mới nói gì vậy? Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà hỏi cô kỹ thuật viên ở bên tay phải của mình. Thưa ngài, anh ta nói rằng ngài cứ nằm ở đây mà đợi, anh ta đang đi tìm người rồi quay lại chém chết ngài đấy ạ. Tề Đẳng Nhàn vui vẻ, muốn tìm người chém hắn sao? Nghe thú vị đấy nhỉ? Kỹ thuật viên người kiệt bành khiếu cao kiều không nhịn được nói với Tề Đẳng Nhàn, tiên sinh, ngài mau rời khỏi đây đi. Nếu ngài không rời đi, chỉ sợ tí nữa những người kia đến, ngài muốn chạy cũng chạy không nổi. Kỹ thuật viên Hương Sơn ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu, nói, những người đó đều là người không thể chọc vào, họ là những người lăn lộn trong giang hồ đấy. Mặc dù nói mấy dân xã hội đều tẩy trắng lên bờ thành công rồi nhưng bản chất từ xương tủy vẫn là những người sa đọa, hư hỏng. Tề Đẳng Nhàn đáp lại, đùa tôi sao? Tôi tiêu nhiều tiền như vậy cho một lần massage, vậy mà muốn tôi lãng phí nó sao? Hai kỹ thuật viên đều không nói được lời nào, bọn họ đều cảm thấy Tề Đẳng Nhàn không biết sống chết là gì. Hơn nữa, người này còn rất kỳ quái, bỏ ra nhiều tiền như vậy để thuê người đầu bảng, cũng không cần làm gì khác. Chỉ cần mát xa chân. Người chính trực sao lại đến đảo Kim Ngân này để mát xa chứ? Những thứ này so với tính mạng quan trọng hơn sao? Cao Kiều không nhịn được nói, thái tử gia của bọn họ chính là Lương Kiêu của Hòa Liên Thắng, thủ đoạn hết sức tàn nhẫn. Lần trước có một vị khách xảy ra xung đột với hắn ta ở đây, hình như bị hắn ta đem đi lột sạch rồi bán đến Hắc Châu rồi luôn rồi. Hơn nữa, đảo Kim Ngân của bọn tôi cũng là bị Hòa Liên Thắng thâu tóm, nếu thật sự xảy ra xung đột thì ông chủ của chúng tôi sẽ không đứng về phía ngài đâu. Một người đẹp kỹ thuật viên cũng ở bên cạnh phụ họa theo. Tề Đẳng Nhàn ngáp một cái, nói, thôi được rồi, tôi không muốn nghe nữa. Mọi người mát xa cho tôi cho thật tốt đi, nếu mát xa thoải mái, tôi sẽ tính thêm giờ cho mọi người đến khi trời sáng. Hai người nhìn nhau, nở nụ cười gượng gạo. Bọn họ mới không cần Tề Đẳng Nhàn tính thêm giờ cho họ đến khi trời sáng, mát xa lâu như vậy, bọn họ không biết mệt sao. Thà rằng đổi cách khác còn hơn, nằm trên giường dạng ra có phải hơn không, còn không cần mệt nữa chứ. Không bao lâu sau, người đàn ông vạm vỡ kia đã thông báo cho Lương Kiêu câu chuyện này. Lương Kiêu không ngờ ở cái đảo Kim Ngân này lại có người dám không cho hắn ta mặt mũi. Lương Kiêu ở cái đất này. Hắn ta muốn có kỹ thuật viên nào là phải có kỹ thuật viên ấy, kể cả người đó đã được người khác bao xuyên đêm, thì người khác cũng phải ngoan ngoãn tay dâng người lên cho hắn ta, thậm chí còn phải nghiến răng khen ngợi hắn ta vài câu. Lương Kiêu vừa đến, sắc mặt của hai kỹ thuật viên trắng bệch. Thái tử, ngài tự mình đến đây rồi ạ. Cao Kiều run rẩy nói với Lương Kiêu, sợ hắn ta trách tội bản thân vì cô ta không kịp hầu hạ cho hắn. Lương Kiêu cười lạnh. Nói Cao Kiều,
cô to gan thật đấy, ta gọi cô lại đây mà cô dám từ chối ta sao? Cao Kiều sắc mặt tái nhợt, trả lời lại hắn ta, thái tử, không phải tôi to gan mà là tôi đang phải phục vụ khách. Lương Kiều đáp lại, tao muốn xem rốt cuộc tên đần nào ăn gan hùm mật gấu dám chọn người ta gọi, còn dám đánh gãy tay một tên thuộc hạ của tao. Sau khi hắn ta thấy Tề Đẳng Nhàn, Lương Kiều giật mình, trên mặt lộ ra nụ cười hung ác, nói thật đúng là oan gia ngõ hẹp, tên oát con này, tao mà bắt được mày thì mày liệu thần hồn. Tề Đẳng Nhàn xua xua tay, cho hai kỹ thuật viên lui xuống, sau đó uể oải ngồi dậy, hỏi Lương Kiêu, mày có chuyện gì không? Nếu mày không có chuyện gì thì đừng làm phiền tao mát xa chứ. Lương Kiêu bẻ đốt xương tay răng rắc, cười khinh bỉ, nói, không có chuyện gì sao? Hôm nay tao tới để bẻ gãy tay chân mày, rồi vứt mày xuống biển làm mồi cho cá mập đây. Tề Đẳng Nhàn ngáp một cái, nói, mày tốt nhất đừng có nghĩ ra mấy cái ý nghĩ nguy hiểm như vậy, người mời tao đến đây chơi là thiếu niên A Bân, mày thử quấy rầy tao xem, tao chỉ sợ mày sẽ phải ngồi trong tù đến hết đời này mất. Cái chó gì mà A Bân, trước giờ ta chưa từng nghe qua cái tên này. Lương Kiêu cười khinh bỉ, tay chỉ vào Tề Đẳng Nhàn, lên hết cho ta, đánh gãy chân hắn đem đến cảng khẩu, ta sẽ tự mình tiễn hắn làm mồi cho cá mập. Mấy tên thuộc hạ đằng sau Lương Kiêu ngay lập tức xông vào phòng, chạy đến chỗ có Tề Đẳng Nhàn. Hai người kỹ thuật viên dùng ánh mắt thương hại nhìn Tề Đẳng Nhàn, bất lực lắc lắc đầu, lúc nãy bọn họ nói hắn chạy hắn còn không chịu nghe, bây giờ hắn muốn chạy cũng không chạy được. Khiêu khích thái tử của Hòa Liên thắng, sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Tề Đẳng Nhàn lười biếng bước xuống giường, vừa đứng dậy, đã có một nắm đấm thẳng vào mặt hắn mà đánh. Tề Đẳng Nhàn căn bản không thèm trốn, ngược lại còn rụt cằm lại, đột nhiên đánh ra một quyền kim kê mổ thóc. Bùm! Nắm đấm của tên kia vừa chạm đến trán của Tề Đẳng Nhàn liền phát ra một tiếng đả kích, tiếp đó là tiếng xương gãy răng rắc. Tiếng xương gãy chắc chắn không phải là tiếng của xương đầu Tề Đẳng Nhàn được, dù sao thì đầu của hắn đến cả gạch cũng bị đập vỡ. Khớp cổ tay của tên thuộc hạ này bị xoay ngược lại, hắn ta đau đớn kêu lên. Liên tiếp lùi về sau rồi ngã xuống đất. Hai bên trái phải của Tề Đẳng Nhàn đều bị mấy tên thuộc hạ lao đến công kích. Tề Đẳng Nhàn cũng không muốn động tay động chân, hắn thuận tay nhặt lên gạt tàn thuốc lá ở trên tủ đầu giường, hắn vung trái vung phải, rất nhanh một cái đầu chó lớn đã bị Tề Đẳng Nhàn đập nát. Hai tên thuộc hạ ôm đầu ngã xuống. Sau đó, gạt tàn thuốc lá dưới tay Tề Đẳng Nhàn biến thành vũ khí vô song. Những tên kia chết chắc rồi, mỗi đập vào một cái đầu chó vỡ nát. Không đến 10 giây, toàn bộ những tên thuộc hạ mà Lương Kiêu mang đến đều ôm đầu ngã xuống đất, tên nào cũng miệng kêu rên rỉ. Hai người kỹ thuật viên xem đến ngu người rồi, người nhìn béo béo trắng trắng như Tề Đẳng Nhàn, lại mạnh mẽ như vậy sao? Lương Kiêu cũng nhìn đến ngốc, hắn ta không nghĩ rằng Tề Đẳng Nhàn thoạt nhìn vô hại lại có sức chiến đấu khủng bố như thế kia. Chỉ bằng những tên phế vật này, không thể đánh gãy chân ta đâu. Ta ngồi cho bọn chúng đánh cũng đánh không gãy. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi đi đến trước mặt Lương Kiêu. Sắc mặt Lương Kiêu lập tức cứng đờ, hắn ta theo bản năng lùi về phía sau hai bước, nói, mày muốn làm gì? Tề Đẳng Nhàn nhún vai, đáp lại, đánh gãy chân mày rồi mang tên nhãi như mày làm mồi cho cá mập. Cái gì cơ? Lương Kiêu nghe xong lời này của Tề Đẳng Nhàn liền tức giận không thôi, chửi hắn, mày có biết tao là ai không? Mày có biết bọn họ gọi tao là gì không? Thái tử sao, mày oai ghê ha? Tề Đẳng Nhàn cười rồi đưa tay ra vả vào mặt Lương Kiêu. Mày biết bọn họ phải gọi tao là gì không? Bọn họ phải gọi ta là Thái Tổ gia. Lương Kiêu trực tiếp bị cú tát này đẩy lùi, cả người đập mạnh vào tường một tiếng. Đầu của hắn ta ong ong, choáng váng, Lương Kiêu cảm thấy như có hàng trăm con ruồi đang bay xung quanh tai của hắn. Tề Đẳng Nhàn nhe răng cười, lời hắn nói cũng không phải giả, người ở trong nhà tù U Đô gọi hắn là Nhị Đương gia, vừa gọi hắn là Chu Nguyên Chương, bởi vì thủ đoạn chỉnh người của Tề Đẳng Nhàn có thể so được với lão Chu Na. Hai người kỹ thuật viên run rẩy, đều không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại mạnh như vậy, giải quyết hết thuộc hạ của Lương Kiêu còn vả mặt Lương Kiêu. Bọn họ chỉ mong rằng sau khi sự việc nổ ra, bọn họ không bị liên lụy.
Lương Kiêu cũng là một tên lợi hại, hắn ta lau đi vết máu trên miệng, hung dữ nhìn Tề Đẳng Nhàn, nói Thái Tổ gia. Mày không chỉ xúc phạm tao mà còn xúc phạm bố tao là Lương Diệp. Hôm nay, dù có cả thị trưởng mới đến đây bảo vệ mày thì mày cũng không rời khỏi Hương Sơn được đâu, hôm nay mày nhất định phải chết trong bụng cá mập. Con mẹ nó, tao đang tâng bốc mày đấy, được làm cháu trai ta, mày không vui sao? Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn, mày không biết ngôi vị của Chu Nguyên Chương ngay cả con trai mình cũng không truyền mà truyền thẳng cho cháu trai là Chu Doãn Văn sao? Tình yêu ông dành cho mày thì mày phải biết đường nhận chứ. Tề Đẳng Nhàn vừa cười, vừa đạp một cái vào bụng Lương Kiêu. Lương Kiêu đau đớn kêu lên, trong miệng nhổ ra nước ói cong người như một con tôm. Những người khách đến đảo Kim Ngân lặng người đi, nhưng trong lòng bọn họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Lương Kiêu làm người mà kiêu ngạo, hành xử bá đạo, không vừa mắt mọi người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.